đạm đài hoành cũng sẽ không ngu như bò đứng đấy, một mặt bị ủy khuất tiểu tức phụ u oán. La băng trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ nói ra, được rồi, việc này hình đường tự do kết luận, toàn bộ tản đi đi, đạm đài hoành, la gia tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đạm đài gia đi theo la gia vài vạn năm, trung thành tuyệt đối, mời la gia nhất định muốn cho nhà chúng ta làm chủ. Đạm đài hoành vẻ mặt cầu xin hướng la băng thật sâu thở dài, giang giật xem xét sự tình xong xuôi, vung tay lên nói, đi thôi, hồi trở lại hắc kỳ thành vù vù quảng trường trong góc mấy tên hắc kỳ quân nhanh chóng hướng về đi qua trong tay phân biệt ôm hai đứa bé chính là tiểu ngư cùng tiểu thiên tiểu ngư nhìn thấy đạm đài thị cùng giang giật cũng kêu to lên mẫu thân thúc thúc ừ đạm đài hoành nhìn thấy tiểu thiên cùng tiểu ngư lại nhìn thấy đạm đài thị gặp giang giật chuẩn bị mang theo các nàng hướng thành bắc rời đi lập tức lại giận dữ nói giết nhà ta người còn muốn mang ta đi con dâu cùng tôn tử tôn nữ hôm nay các người dám dẫn người đi lão phu liều chết cũng phải cùng các ngươi một trận chiến thiên hỏa quân nghe lệnh, chuẩn bị công kích. Con dâu tôn tử tôn nữ, Giang giật dừng bước lại còn chưa lên tiếng, bên cạnh đi ra chiến xa đạm đài thị lại đột nhiên cả giận nói, công công, đây là thiếp thân một lần cuối cùng dạng này bảo ngươi. Thiếp thân muốn hỏi một chút ngươi, phu quân ta tại gia tộc bị đánh áp lúc, người cái này công công ở đâu phu quân ta tại tội hải bị đạm đài nha cấu kết sơn phỉ lúc. Ngươi ở đâu mẹ con chúng ta ba người tại tội hải bị sơn phỉ truy sát lúc ngươi ở đâu chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ trở lại thành nội, đạm đài nha màn đêm buông xuống liền muốn vào phòng ta ta lúc, ngươi lại tại cái nào đạm đài nha là con của ngươi, phu quân ta cũng không phải là con của ngươi tiểu thiên cùng tiểu ngư ngươi chừng nào thì nhìn tới từ hôm nay trở đi mẹ con chúng ta ba người cùng đạm đài ra không. Còn có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng không xứng làm tiểu thiên cùng tiểu ngư ra ra. Ngươi, đạm đài hoành tức giận đến thân thể phát run, khí tức cuồng bạo mà ra liền muốn bão nổi, giang giật lại lạnh giọng mở miệng nói, hắc kỳ quân nghe lệnh, hướng cửa thành bắc phá vây, ai dám động đến tay trực tiếp giết chết, công kích. Kỳ Thiên Vũ trong tay một cái ngụy thần khí ra khỏi vỏ, khóa chặt Đạm Đài Hoành, quát khẽ nói: "Là Băng trưởng lão thứ lỗi, Hắc Kỳ quân chỉ nghe quân lệnh, tộc trưởng trước khi đến nói qua, Tuyết Y đại nhân mệnh lệnh liền là quân lệnh." Hắc Kỳ quân bày trận, phá vây. Kỳ Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, năm tên Thiên quân đỉnh phong hướng phía trước phóng đi mở đường, 10 tên Thiên quân đỉnh phong phân biệt khóa chặt Đạm Đài Hoành cùng Đạm Đài gia trưởng lão, còn lại 500 quân sĩ thần thuận mở rộng đem giang giật cùng đạm đài thị bọn người hộ vệ ở giữa, bắt đầu hướng thành bắc phá vây. chương 893, ta tất sát ngươi, đạm đài hoành cuối cùng vẫn không dám công kích, cũng không phải là hắn e ngại kỳ thiên vũ bọn người, thành nội thiên quân cộng lại cùng hơn 500 hắc kỳ quân vẫn là có thể liều một trận, vấn đề là liều xong sau đâu. Kỳ ra tại thiên khải vực là sắp xếp 10 vị trí đầu đại gia tộc, gia đại nghiệp đại, bọn hắn liều đến lên, đạm đài gia liều không tầm thường. Chết cái này 500 hắc kỳ quân đối với kỳ gia tới nói chỉ là mưa bụi, hắn đạm đài ra hôm nay chết người đã đủ nhiều, như lại chết người thiên hỏa thành tuyệt đối phải đổi họ. Vừa rồi đạm đài vô địch thời điểm chết, đạm đài hoành cũng không hề động thủ, giờ phút này bị mang đi một vị phụ nhân, còn có hai cái hắn cũng không yêu thích tôn tử tôn nữ, hắn đương nhiên sẽ không vạch mặt. Chính như Giang Giật suy nghĩ, kỳ gia thực lực quá mạnh, kỳ gia chỗ dựa cũng quá mạnh, đạm đài gia tại la gia chỗ dựa chỉ là hai cái trưởng lão, kỳ ra chỗ sửa lại là một tên nửa thần cảnh thái thượng trưởng lão, này làm sao có thể so sánh. Giang giật bọn người theo cửa thành bắt nhẹ nhóm phá vây, kỳ thiên vũ cũng lấy ra một cỗ thiên cơ thuyền để giang giật bọn người đi lên, cái này thiên cơ thuyền mặc dù không có đường ra lớn như vậy, nhưng cũng coi như có thể, tốc độ có thể đạt tới trung giai thiên quân. Đạm đài thị mang theo tống chung cùng hai đứa bé tiến vào trong khoang thuyền, nàng không biết về sau là theo chân giang giật đi, vẫn là lưu tại kỳ ra, nhưng bất kỳ một con đường đều so lưu tại đạm đài ra tốt lưu tại đạm đài ra, nàng hoặc là bị đạm đài nha xem như gái lầu xanh đồng dạng đùa bớn, còn có thể bị đạm đài vô địch già như vậy ra hỏa đùa, hai đứa bé cũng sẽ xem như con hoang đồng dạng đối đãi, cuộc sống như vậy nàng còn không bằng đi chết. Đối với Giang giật thủ đoạn cùng năng lực, nàng là triệt để khuất phục. Giang giật không chỉ có thực lực cường đại, năng lượng cũng cường đại đến đáng sợ, nhẹ nhõm điều tập 500 hắc kỳ quân, kia hắc kỳ quân còn hoàn toàn nghe lệnh của hắn, liền đạm đài vô địch loại kia tại nàng cho rằng là tuyệt đối không thể trêu chọc lão ra hỏa đều có thể nhẹ nhõm chém giết cuối cùng toàn thân trở ra nhất làm cho hắn kinh dị là giang giật niên kỷ nàng cùng giang giật chờ đợi một đoạn thời gian bản năng cảm giác giang giật rất trẻ trung nàng rất thông minh trong đầu cũng có rất nhiều ý nghĩ nàng thậm chí suy đoán giang giật rất có thể đến từ tội đảo nhưng này lại như thế nào đâu đừng nói giang giật là tội đảo người liền xem như yêu tộc đạm đài thị đều không để ý Nàng chỉ biết là cái này nam tử là ân nhân của nàng, cái này nam tử là người tốt, không phải người tốt có thể vì một người xa lạ cùng đạm đài ra khai chiến sao không phải người tốt lại bởi vì một đứa bé cầu tình vạn lý xa xôi đưa các nàng trở về sao không phải người tốt hội hai lần ba phen cự tuyệt nàng câu dẫn sao. Giang giật đối với các nàng là không cầu gì khác, thuần túy gặp chuyện bất bình giúp các nàng một tay. Tại thế giới tàn khốc này bên trong, đạm đài thì gặp nhiều ác nhân, gặp nhiều bẩn thỉu đồ vật, giang giật bề ngoài mặc dù lạnh lùng, nhưng lại để nàng nhìn thấy chân tình thấy được nhân loại đẹp nhất kia một mặt lại làm cho nàng cảm nhận được nhân tính cảm nhận được ấm áp cho nên nàng lên thiên cơ thuyền sau một câu không có hỏi nhiều nàng cũng cho tống trung ra lệnh liên quan tới giang giật bất cứ tin tức gì chết cũng không thể lộ ra tống trung là nàng hồn nô cũng không hội ngỗ nghịch mệnh lệnh của nàng giang giật thu xếp tốt mấy người sau đi ra bong tàu bên trên thiên cơ thuyền đang nhanh chóng hướng phương bắc bay đi bong tàu bên trên từng hàng hắc kỳ quân lạnh lùng đứng thẳng nhìn thấy giang giật cũng chỉ là có chút khom người cái gì cũng không nói kỷ luật nghiêm minh là một cái thiết huyết quân đội giang giật hướng kỳ thiên vũ đi đến cái sau nhìn thấy giang giật về sau khom mình hành lễ nói kỳ thiên vũ tham kiến công tử nói chuyện có được hay không giang giật lông mày nhíu lại nhẹ giọng hỏi kỳ thiên vũ nhẹ gật đầu hướng một cái buồng nhỏ trên tàu chỉ một cái nói đại nhân mời giang giật hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến kỳ thiên vũ bàn giao vài câu nhanh chóng đuổi theo tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau Kỳ Thiên Vũ mở ra cấm chế, lúc này mới chắp tay nói công tử xin phân phó. Là đi Hắc Kỳ Thành cần bao lâu thời gian giang giật tò mò hỏi, dừng lại lại nói ra các ngươi biết rõ thân phận của ta sao. Hồi công tử, Kỳ Thiên Vũ trầm giọng nói ra, chúng ta thực sự là đi Hắc Kỳ Thành, cần thời gian 10 ngày, còn như công tử thân phận, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, chúng ta cũng không có tư cách biết rõ, tộc trưởng nói qua công tử mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của hắn. Nha, Giang giật đối với ảnh hoàng thủ đoạn xem như bội phục đầu dạp xuống đất, thế mà không sinh không ngừng khống chế một cái đại gia tộc, hơn nữa còn là tuyệt đối trung thành. Có như thế một cái đại gia tộc muốn dò xét Đông Hoàng Đại Lục tình báo kia là dễ như trở bàn tay a. À. Trầm ngâm một chút, hắn lại nói ra, nói một chút các người kỳ gia tình huống đi. Giang giật mang đi đạm đài thị cùng hai đứa bé, tự nhiên muốn tìm địa phương an trí, giống như kỳ gia không tệ, hắn liền đem ba người này an trí tại kỳ gia hắn có thể giúp cũng chỉ có những thứ này, còn như đạm đài thì cùng hai đứa bé về sau sẽ như thế nào, hắn cũng không quản được, lần này hắn rời đi thiên khải vực, có lẽ đời này cũng sẽ không lại tới. Kỳ thiên vũ kỹ càng giảng thuật, kỳ gia thành lập tại hai vạn năm trước, là cùng theo la gia công chiếm thiên khải vực thập đại gia tộc một trong. Giờ phút này cũng là thiên khải vực thập đại gia tộc một trong, chỉ cần la gia không ngã, chúng ta kỳ gia liền sẽ không diệt phong, chúng ta tộc trưởng cũng là bán thần cường giả, bất quá chỉ có lục tinh thực lực, ngũ tinh cường giả có được 100 người, tứ tinh. Kỳ thiên vũ dòng giã nói gần nửa canh giờ, đem kỳ ra tình huống nói rõ chi tiết một lần, còn kém bọn hắn tộc trưởng kỳ thiên thần có mấy cái tiểu lão bà, mấy cái nhân tình không nói. Giang giật khẽ vuốt cằm, đem đạm đài thì cùng hai đứa bé đặt ở kỳ ra hắn hoàn toàn yên tâm, có ảnh hoàng cái tầng quan hệ này, ba người tại kỳ ra cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Làm việc đến nơi đến chốn, giúp người giúp đến cùng, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Nên nói nói xong, Giang giật đứng dậy chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu, tại cửa ra vào lúc hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, cờ thống lĩnh, người cũng đã biết hải chuyện bên kia. Bên kia, kỳ thiên vũ mơ hồ chừng mắt nhìn, lập tức gật đầu nói, đại nhân nói là vô tận biển sâu a à việc này ta biết một chút, nhà chúng ta có ba cái trưởng lão cũng đều biết. Đại nhân yên tâm, nhà chúng ta đối với vô tận biển sâu là tuyệt đối trung thành, bởi vì không có vô tận biển sâu trợ giúp, kỳ ra sớm đã bị kiếm ra hủy diệt. Chúng ta cùng vô tận biển sâu cũng có ước định, chúng ta đủ khả năng giúp chúng nó làm chút chuyện bảo trụ yêu tộc không bị cửu đế gia tộc hủy diệt nhưng giống như vạn nhất yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến chúng ta hội đứng tại nhân tộc bên này bởi vì chúng ta đều là người đây là kỳ gia đầu thứ nhất tộc quy rất tốt giang giật rất hài lòng nhẹ gật đầu hắn cùng vô tận biển sâu quan hệ cũng không tệ nhưng nếu là thật nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến hắn khẳng định hội đứng tại nhân tộc bên này bởi vì đây không phải là lợi ích ân tình quan hệ mà là chủng tộc ở giữa chiến đấu hắn đầu tiên là một người sau đó mới là giang giật ha ha nghĩ quá xa đi ra buồng nhỏ trên tàu giang giật nhìn qua xa xa sơn hà cẩm tú đắng chát cười một tiếng yêu tộc thế yếu không bị nhân tộc hoàn toàn hủy diệt đã thắp nhang cầu nguyện yêu tộc ít nhất vài vạn năm bên trong không có năng lực tiến công nhân tộc đại lục hắn có thể sống vài vạn năm sao hiển nhiên không được sở dĩ những chuyện này vẫn là không cần đi quan tâm hắn chỉ cần đem hắn việc cần phải làm làm tốt là được Phật vực, ánh mắt của hắn nhìn về phía đông bắc một bên, xuyên thấu qua sáng sủa trời trong hắn tựa hồ thấy được một tòa cự đại thành trì, cũng tựa hồ thấy được cơ thính vũ vũ nghịch chính cưỡi thiên cơ thuyền hướng Phật đế thành tiến đến. Hắn dùng sức nắm 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 đấm, đôi mắt từ từ băng lãnh, đằng đằng sát khí nói cơ thính vũ, lần này ta tất sát ngươi. chương 894, Kỳ Thiên Thần, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, hắc kỳ thành rất nhanh tới. Giang giật nhìn xa xa một tòa to lớn cự thành cũng âm thầm gật đầu, hắc kỳ gia quả nhiên rất cường đại, cái này thành trì hẳn là so chủ thành không nhỏ hơn bao nhiêu. Đạm đài thị, hắc kỳ thành đến, các ngươi về sau ngay tại trong thành này ở lại, yên tâm, ta cam đoan tại trong thành này các ngươi tuyệt đối sẽ không bị khi nhục, tiểu ngư cùng tiểu thiên cũng có thể được tốt nhất sinh hoạt. Giang giật đứng dậy hướng đạm đài thị nói, cái sau lắc đầu nói, tuyết đại nhân, thiếp thân bản danh gọi hồ đan ni, thiếp thân cùng đạm đài gia đã tại không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi về sau gọi ta đan ni đi. Đan ni Giang giật sờ lên cái mũi, gật đầu nói, đi thôi, kỳ gia tộc trưởng cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, các người tại kỳ gia không ai dám khi dễ các ngươi. Thiên cơ thuyền chậm rãi hướng thành nội chạy mà đi, thành nội vòng bảo hộ đóng lại, thiên cơ thuyền chạy đến trong thành quảng trường ngừng lại, Giang giật mang theo mọi người bay xuống quảng trường. Trên quảng trường rất nhiều người, bắt mắt nhất chính là từng bầy người mặc hắc giáp hắc kỳ quân, Giang giật ánh mắt tại hắc kỳ quân phía trước một cái to con trung niên hán tử đảo qua, hai người trong mắt đều lộ ra một tia tinh mang, cái kia trung niên tráng hắn cũng vung tay lên, sau lưng mấy ngàn hắc kỳ quân toàn bộ một gối quỷ xuống, trầm hống cung nghênh tuyết hy đại nhân. Cung nghênh tuyết hy đại nhân, trên quảng trường mấy chục vạn người đi theo một gối quỷ xuống trầm hống, thanh âm tại hắc kỳ thành nội quanh quẩn, chấn động đến cả tòa thành thị đều run lên. Ha ha ha, phía trước đồng dạng mặc hắc giáp tráng hắn cũng cười ha ha, tuyết hy lão đệ, 30 năm không thấy, người vẫn là như vậy khôi ngô suốt khí A, à, người cái này chú nhan chi thuật đến dậy một chút lão ca. Giang giật không cần truyền âm cũng biết cái này liền là kỳ gia tộc trưởng kỳ thiên thần, hắn cũng đầy mặt nụ cười đi tới nói, lão ca, 30 năm không thấy, người cũng không thay đổi cái gì, kỳ gia tại người thống lĩnh hạ thanh thế như vậy hùng vĩ, thật đáng mừng a. À. Ha ha ha, kỳ thiên thần tới thân thiết bắt lấy giang giật tay, mang theo hướng phủ thành chủ đi đến, vừa đi vừa thân mật nói ra, 30 năm không thấy, lúc này ngươi đến tại lão ca cái này hảo hảo lại mấy năm. Nhất định nhất định, giang giật cùng kỳ thiên thần diễn trò vui, nhanh chóng xuyên qua phủ thành chủ, đã tới kỳ gia đại viện, đạm đài thị bọn người tự có kỳ thiên vũ bọn người an trí, giang giật bị mang theo tiến vào một cái tòa thành bên trong, cuối cùng còn tiến vào một cái mật thất bên trong. Vừa đi vào mật thất mở ra cấm chế về sau, kỳ thiên thần lại một gối quỷ xuống quát khẽ nói, kỳ thiên thần tham kiến giang công tử. Đứng dậy, giang giật vội vàng đỡ dậy kỳ thiên thần, vị này chính là lục tinh bán thần cường giả, nếu như lại yêu tộc ngược lại là không quan trọng, đây là nhân tộc giang giật cũng không dám bị lớn như thế lễ đối với kỳ thiên thần biết rõ thân phận của hắn giang giật cũng không đang kinh ngạc cái này kỳ thiên thần hẳn là ảnh hoàng trọng yếu hơn một quân cờ không nói cho hắn một ít chuyện kỳ thiên thần cũng không tốt phối hợp giang giật hành động giang giật dừng một chút có chút hiếu kỳ hỏi thiên thần lão ca cái này đông hoàng đại lục biết rõ thân phận ta có mấy người ba người kỳ thiên thần cung kính nói ra công tử yên tâm đi hai người khác cùng ta là tuyệt đối sẽ không lộ ra công tử thân phận Ha ha, cái này hiển nhiên, Giang giật vuốt cầm nói, nội tâm đối với ảnh hoàng phương pháp làm việc cũng rất là bội phục, chỉ có ba cái tối cường quân cờ biết rõ thân phận của hắn, hắn bại lộ cơ hội gần như là không. Hắn lại hỏi, thiên hỏa thành sự tình, có hay không cho lão ca mang đến phiền toái rất lớn. Không phiền phức, không phiền phức, kỳ thiên thần chẳng hề để ý nói ra, phía trên chuẩn bị tốt, tối đa cũng tự phái mấy cái tử tù đi nhận tội thôi, đạm đài hoành không tính là gì nhân vật, coi như giết cũng không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, Giang giật yên tâm lại, lập tức nói ra ta mang tới mấy người tự an trí tại các người cái này, làm phiền ngươi chiếu khán thoáng cái hai đứa bé, ta hai ngày nữa liền sẽ vụng trộm lên đường đi Phật vực. Ừm, um, công tử yên tâm, ngươi cứ việc đi thôi, thiên thiên công chúa sự tình cần gấp nhất. Kỳ thiên thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, luyện ngục phế tích rất nguy hiểm, đến lúc đó ta lại phái một số người đi vào giúp công tử, bất quá luyện ngục phế tích 30 tuổi dưới đây người là không có cách nào đi vào, sở dĩ ta phái người không giúp được quá nhiều một tay, hết thảy còn muốn dựa vào công tử. 30 tuổi dưới đây không thể vào, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dùng kỳ thiên thần như thế thực lực cường đại đều không lấy được hỏa xà lam, hắn ngưng âm thanh nói ra, quay lại ngươi đem luyện ngục phế thích tư liệu cho ta một phần, đối xác định cơ thính vũ sẽ đi Phật đế thành sao. Xác định, kỳ thiên thần khẳng định nói ra, vũ nghịch ở nửa đường mãng thành dừng lại hai ngày, chúng ta người đã xác định cơ thính vũ đi theo. Bất quá lần này các nàng đi theo cường giả rất nhiều, ngũ tinh cường giả có hai cái, tứ tinh cường giả có 50 người, thiên quân cũng mang theo ít nhất 1.000 người. Ngũ tinh cường giả, sang giật trong mắt quang mang một thịnh, ngũ tinh cường giả kia là thiên quân cảnh người mạnh nhất, đạm đài hoành liền là ngũ tinh, lần trước cưới đường ra thiên cơ thuyền, chấn giữ cũng là ngũ tinh cường giả. Mặc dù hắn cũng không có nhìn qua ngũ tinh cường giả xuất thủ, nhưng hắn tin tưởng như ngũ tinh cường giả một kích toàn lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn thần âm thiên kỹ rất biến thái vấn đề có thể hay không ảnh hưởng ngũ tinh cường giả cũng không biết nhưng mà này còn là vũ gia ngũ tinh cường giả trên thân khẳng định một đống bảo vật vũ nghịch là cái gì cấp bậc hắn con ngươi lấp lóe một vòng hỏi kỳ thiên thần nghĩ nghĩ trả lời thực lực tổng hợp có tam tinh đi vũ nghịch mấy năm này tu luyện rất khắc khổ thực lực tăng lên tới tượng giai thiên quân hơn nữa còn có hai kiện ngụy thần khí thông linh mã lạc qua bích giang giật càng tức hơn nếu như nói đánh giết cơ thính vô cùng vũ nghịch điểm này chỉ cần an bài thỏa đáng, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề. Vấn đề là hắn nhất định phải bắt sống hai người, dạng này mới có thể đem tô như tuyết đổi ra, tại một ngàn thiên quân còn có hai cái ngũ tinh cường giả, 50 cái tứ tinh cường giả bảo vệ dưới cầm xuống hai người, cái này độ khó không khác lên trời. Công tử, kỳ thiên thần nhìn thấy giang giật mặt mũi tràn đầy âm trầm, cắn răng nói ra, như công tử nhất định muốn cầm xuống hai người, ta ra tay giúp ngươi đi. Ngươi, giang giật đôi mắt sáng lên, kỳ thiên thần là lục tinh cường giả, nửa thần cảnh, giống như hắn xuất thủ kia hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Không bằng hắn rất nhanh lắc đầu nói, không được, người vừa ra tay các người kỳ ra liền xong rồi, các người kỳ ra mấy chục vạn tộc nhân cũng xong rồi. Hắn có độn thiên cùng nguyễn ảnh thần thông, coi như cùng vũ ra đối hố cũng không nhất định sẽ chết. Kỳ thiên thần vừa ra tay, hắn có chết hay không không biết, kỳ ra khẳng định chó gà không tha, vì chuyện của hắn để mấy chục vạn người chôn cùng, giang giật như thế nào lại đáp ứng không có chuyện gì, đại nhân. Kỳ thiên thần cắn răng nói ra, không phải ảnh hoàng chúng ta kỳ ra sớm đã bị kiếm ra diệt, không phải ảnh hoàng chúng ta kỳ ra cũng không thể lớn mạnh. Ảnh hoàng truyền lệnh tới chỉ cần công tử có chỗ cầu, chúng ta coi như dùng hết một binh một tốt đều phải giúp công tử làm được. Thật không cần, Giang giật cảm kích nhìn kỳ thiên thần một chút, miễn cưỡng cười nói, luôn sẽ có biện pháp, các ngươi chớ làm loạn, giúp ta chuẩn bị một chút tử sĩ, ta không truyền lời các ngươi một người tất cả chớ động, đây là mệnh lệnh kỳ thiên thần bất đắc dĩ chắp tay quát khẽ tuân mệnh. Ha ha, hy vọng lần này vũ nghịch không muốn vào phế tích bên trong. Giang giật đứng lên, ánh mắt u u lóe lên nói, hắn nếu dám vào phế tích, ta nhất định nghĩ hết biện pháp cũng muốn bắt lấy hắn. chương 895, Điệp Chi Vũ, Giang giật định ra tới là hai ngày sau liền rời đi, đương nhiên mặt ngoài hắn vẫn là tại Hắc Kỳ Thành nội ở, đến lúc đó hắn hội lợi dụng huyễn ảnh thần thông cải biến tướng mạo, vụng trộm lăn lộn đến đường ra thiên cơ thuyền, hai ngày sau vừa lúc có một chiếc thiên cơ thuyền đi ngang qua ảnh hoàng người tại y ra bốn vực nội gần như không có bất kỳ cái gì thế lực kỳ thiên thần tại giang giật chỉ thị dưới cũng bắt đầu bí mật triệu tập tử sĩ là loại kia sẽ không bại lộ kỳ gia tử sĩ coi như bị bắt bị giết cũng sẽ không liên lụy kỳ gia yêu tộc hao tốn mấy chục vạn năm thời gian thật vất vả tại đại lục nuôi dưỡng mấy cái nhãn tuyến mặc dù ngao lư nói qua hắn muốn điều động nhân thủ toàn bộ đều có thể điều cho hắn nhưng giang giật như thế nào lại như thế không hiểu chuyện mà lại chính như ngao lư nói hắn không thể cùng yêu tộc liên hợp đối kháng nhân tộc nếu không một khi lộ ra ánh sáng hắn liền là nhân tộc công địch cứ việc hắn đối với đông hoàng đại lục gia tộc tới nói đã là công địch sắp xếp xong xuôi giang giật cũng tới đến đạm đài thị bọn người ở lại mai viên đây là một cái rất lớn đơn độc viện tử kỳ thiên vũ điều mấy chục tên thị nữ chuyên môn phục thị đạm đài thị bọn người cũng nhận tiểu ngư cùng tiểu thiên vị cháu nuôi tôn nữ đây là để giang giật triệt để an tâm có cái thân phận này hai đứa bé về sau tại kỳ ra cũng sẽ không phải chịu khi dễ an toàn trưởng thành thúc thúc nhìn thấy giang giật tới tiểu ngư bay thẳng chạy tới ôm giang giật trên mặt đều là nụ cười thân thiết giang giật ôm lấy nàng khẽ mỉm cười nói tiểu ngư cái này nhà mới còn hài lòng không tiểu ngư ngọt ngào cười nói hài lòng nơi này thật lớn a à, tiểu ngư cùng tiểu thiên chuyển nửa canh giờ còn không có chuyển xong nơi này thật xinh đẹp về sau coi như nơi này là nhà của các ngươi giang giật nhẹ gật đầu nhìn qua đạm đài thì nói đạm đài ân hồ đan ni ở còn quen thuộc a hết thảy đều rất tốt hồ đan ni đứng lên gật đầu nói ta đã đem tiểu ngư cùng tiểu thiên đổi tên là cờ tiểu ngư cờ tiểu thiên về sau các nàng liền là kỳ gia người rất tốt giang giật đối với hồ đan ni cách làm rất tán đồng đổi họ dạng này mới có thể dung nhập kỳ gia tại kỳ gia địa vị cũng có thể cao hơn nếu không từ đầu đến cuối đều là ngoại nhân đại nhân lúc nào rời đi hồ đan ni nhìn giang giật một trận trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm. Hai ngày sau, Giang giật khe khẽ thở dài, hắn cũng biết chính mình rời đi, hồ đan ni hội cảm giác giống như một cái lục bình không dễ, không có dựa vào, không bằng hắn cũng nên rời đi, cũng chỉ có thể giúp các nàng đến cái này. Nói chuyện phiếm vài câu, Giang giật đi vào gian phòng tu luyện, cũng không phải là hắn tiết kiệm điểm ấy thời gian, chỉ cần là hắn không muốn nhìn thấy hồ đan ni cặp kia u oán đôi mắt. Đêm dần dần tới, Giang giật bị đánh thức, kỳ thiên thần cử hành một cái cỡ lớn yến hội, triệu tập kỳ ra tất cả cao tầng cho giang giật cùng hồ đan ni hai đứa bé bày tiệc mời khách nếu là khác yến hội giang giật khẳng định hội cự tuyệt cái yến hội này có chút đặc thù là kỳ thiên thần cho giang giật mặt mũi cũng là vì hai đứa bé về sau tại kỳ gia địa vị giang giật tự không thể không có mặt kỳ gia cường giả đều tới thành nội rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng cũng tới hồ đan ni mặc một bộ chỉ đen váy dài kia như ma quỷ dáng người để một đám nam tử còn không có uống rượu tự say bất quá nhìn thấy kỳ thiên thần tự mình cho giang giật cùng hồ đan ni mời rượu trong mắt của mọi người mê say biến mất toàn bộ một mặt kinh ý sau đó từng cái mời rượu giang giật không tiện cự tuyệt một chén một chén uống vào hồ đan ni cũng uống say ánh mắt phi thường chọc người giang giật để hai tên thị nữ phục đưa nàng rời đi trước chính mình tiếp tục tiếp thụ chúng người mời rượu thẳng đến hắn say bất tỉnh nhân sự bị người nhắc trở về mai viên tốt tốt trong mơ mơ màng màng giang giật nghe được một trận thanh âm huyên náo hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, sở dĩ cũng liền không để ý, lập tức hắn cảm giác được ngực mắt lạnh, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên mở to mắt, lại thấy được một tấm đều là mỹ ý mặt, còn có nửa thân trần hai cái tuyết trắng viên cầu, tại hắn còn không có phản ứng trước đó, tấm kia gương mặt xinh đẹp phụ xuống dưới, hai mảnh kiều diễm môi đỏ ngậm chặt hắn miệng, một đầu cái lưỡi nhỏ thơm tho như một con lươn mở ra miệng của hắn mò vào. Lên một lượt mặt cố kia nóng hổi chỗ thân thể mềm mại cũng dán sát vào hắn đã bị lột sạch hổ khu, một đạo ấm lẩm bẩm mềm giọng vang lên tại hắn trong tai, tuyết đại nhân, Danny không có mục đích khác, cũng sẽ không quấn lấy ngươi lưu lại, càng sẽ không muốn ngươi phụ trách, Danny chỉ là muốn báo đáp đại ân của ngươi." "Đại nhân đừng nhúc nhích, để Danny phục thị ngươi liền tốt, cũng làm cho đại nhân hưởng thụ một chút chúng ta điệp nữ tộc chỗ kỳ lạ." Oanh, Giang giật vốn chuẩn bị vận chuyển nguyên lực bước ra trong thân thể tử lực, nghe được câu nói sau cùng, đầu hắn bên trong tựa như nổ tung, cũng không tiếp tục đi quản, mặc cho trong đầu say hô hô, cũng nhắm mắt lại hưởng thụ cái này bay tới diễm phúc. Điệp nữ tộc hoàn toàn chính xác có chút kỳ lạ, trước bất luận cái khác, Giang giật đệ nhất cảm thụ điệp nữ tộc ra thịt đặc biệt trơn trượt, cũng cảm giác phía trên một cái tiểu miêu tại trơn trượt đến đi vòng quanh, có chút kinh người xúc cảm. Hồ Đan Ni cũng hoàn toàn chính xác biết phục thị nam nhân, rũi ra một đầu cái lưới nhỏ thơm tho đầu không ngừng nhẹ mút môi của hắn, lỗ tai, cổ, bả vai, lồng ngực, một đường hướng phía dưới, cuối cùng như một cái tiểu miêu ghé vào hắn dưới hông. Đại nhân, chế chút nếu ngươi linh hồn có kỳ quái phản ứng, xin đừng kinh hoàng, đó là chúng ta điệp nữ tộc chỗ kỳ lạ. Một đạo mềm giọng vang lên tại giang giật bên tai, hắn mở mắt vừa hay nhìn thấy hồ Dani lắc lắc thân thể mềm mại ngồi xuống, hắn hổ khu chấn động, lần nữa minh bạch điệp nữ tộc một cái chỗ thần kỳ, cái này điệp nữ tộc rõ ràng cũng có được danh khí, làm người ta tiêu hồn thực cốt, ba tháng không biết vị thịt càng làm cho giang giật khiếp sợ sự tình phát sinh một đạo kỳ lạ năng lượng theo hồ đan ni trong thân thể tiến vào hắn trong thân thể hắn lúc đầu kinh hãi nhưng nghĩ tới hồ đan ni lời nói sâu trong linh hồn lại cũng không có hiển hiện đến có nửa điểm nguy hiểm báo động hắn cũng liền mặc cho những năng lượng kia tiến vào thân thể kia kỳ lạ năng lượng rất ít nương theo lấy hồ đan ni thân thể chỗ vặn vẹo không ngừng tiến vào giang giật trong thân thể lập tức hướng linh hồn dũng mãnh lao tới cuối cùng đứng tại giang giật linh hồn trong thức hải ông Linh hồn hắn trong thức hải cũng đột nhiên xảy ra dị biến, trong đầu 72 thanh hồn kiếm nhưng vẫn động bay múa, tựa như một đám sói đói nhìn thấy một đàn dê cừu con, điên cuồng hướng vào tới năng lượng phóng đi. Đáng tiếc năng lượng quá ít, vẻn vẹn chỉ có một cái hồn kiếm hấp thu đợt thứ nhất vào đây năng lượng. Ông, hồn kiếm hấp thu năng lượng sau quang mang đại thịnh, tiếp lấy hồn kiếm dần dần biến thành kim sắc, phía trên lại có nhỏ bé phù văn lưu truyền, cái này nhưng làm Giang giật dọa sợ, hồn kiếm đây chính là hắn rất cường đại một loại thủ đoạn công kích sao có thể biến dị đâu đại nhân không cần kinh ngạc hồ đan ni cái kia kham một nắm eo nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo giờ phút này rút đi y phục kia đường cong càng lộ vẻ khoa trương để cho người ta nhìn một chút đều sẽ say nàng xào tiếu yên này nói ra đây là chúng ta điệp nữ tộc năng lượng đặc biệt điệp chi tuyền cái này năng lượng có thể trợ giúp người linh hồn tiến hóa tóm lại chỉ có có ích không có nửa điểm chỗ hại điệp chi tuyền giang giật có trước tâm nghĩ đến thông linh trí bảo bên trên cũng có phủ văn lấp lánh, giống như có phủ văn đều là đồ tốt sứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai tay tại hồ đan ni nở nang trên cặp mông vỗ, hiếu kỳ hỏi các người điệp nữ tộc còn có cái gì chỗ kỳ lạ. Hi hi, hồ đan ni cúi người xuống, dùng đầu lưỡi tại giang giật bên tai nhẹ nhàng nhất câu nói, chúng ta điệp nữ tộc còn có độc môn tuyệt kỹ điệp chi vũ, đại nhân, hy vọng ngươi có thể chịu nổi, cũng đừng tiếc. chương 896, quần hùng hội tụ, hai ngày về sau, giang giật lên thiên cơ thuyền, nàng không có cùng tiểu ngư tiểu thiên cáo biệt, cũng không có cùng hồ đan ni cáo biệt, len lén đi. Hắn không thích ly biệt lúc thương cảm, cùng hắn bi thương, không bằng cho các nàng lưu ta tưởng niệm. Hai ngày thời gian, Giang giật cũng rất hồ đan ni hoàn hảo hơn 10 lần, mỗi lần không đến gần nửa canh giờ tự thua trận. Không phải thân thể của hắn không được, trên thực tế hắn loại này cấp bậc cường giả, mỗi lần một canh giờ đều là vấn đề nhỏ, chủ yếu là điệp chi vũ quá lợi hại, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, còn là bởi vì khốn long thảo cải tiến thể chất. Cái này hồn kiếm biến dị 12 thanh, cũng không biết uy lực như thế nào. Ngồi tại trong khoang thuyền, giang giật mi tâm lóe lên, 12 thanh kim sắc hồn kiếm lấp lánh mà ra, vây quanh hắn chậm rãi phi hành. Cái này hồn kiếm bên trên hắn có thể thấy rõ ràng có vô số nhỏ bé phù văn lấp lánh, xem xét liền khiến người tim đập nhanh. Sở dĩ hai ngày thời gian bên trong hoàn hảo hơn 10 lần, một là bởi vì điệp nữ tộc có được có thể làm cho nam nhân điên cuồng thân thể cùng kỹ xảo, còn có liền là cái này kỳ dị năng lượng. Đáng tiếc điệp nữ tộc tích lũy năng lượng cần thời gian, giang giật chỉ có thể để 12 thanh hồn kiếm biến dị. Đúng rồi, tâm hắn niệm khẽ động, khống chế hồn kiếm tại trong khoang thuyền bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, kết quả để linh hồn hắn chấn động. Cái này 12 thanh hồn kiếm tốc độ so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi, nếu không phải hắn phản ứng được nhanh, đoán chừng đều biết bay ra trong khoang thuyền. Tốc độ biến nhanh, cái kia uy lực khẳng định cũng thay đổi mạnh gấp đôi. Không nghĩ tới cái này điệp nữ tộc kỳ lạ như vậy. Giang giật âm thầm cảm khái, lập tức đôi mắt sáng lên lại thì thào, điệp nữ tộc tại thập đại thần lô bên trong xếp hạng thứ năm mặt trước cái kia mấy cái chủng tộc sẽ càng thêm kỳ lạ, xếp hạng thứ nhất thần nữ tộc hội là cái dạng gì. Nghĩ gì thế giang giật ngươi đến đông hoàng đại lục là tán gái. Đầu hắn bên trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên, vội vàng vỗ đầu mình, âm thầm khuyên bảo chính mình tuyệt đối không thể lại trêu hoa gẹo nguyệt thậm chí cùng nữ tử đều không cần quá nhiều tiếp xúc. Tỷ như lần này Hồ Đan Ni, hắn bản ý cũng không nghĩ có hút mắc, cũng nhiều lần cự tuyệt Hồ Đan Ni thông đồng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát sinh quan hệ. Mặc dù Hồ Đan Ni không cần hắn phụ trách, kỳ thiên thần hết thảy đều sẽ chăm sóc tốt, nhưng nội tâm cuối cùng sẽ thêm một phần lo lắng không phải. Tu luyện, tu luyện, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, nơi này đi Phật Đế Thành cần hơn 6 tháng thời gian, hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí, cưỡi đường ra thiên cơ thuyền chính là điểm này tốt, có thể một đường tu luyện. Gấp trăm lần tu luyện mật thất, nửa năm, tìm tới tu luyện mật thất quản sự, Giang giật lấy ra hơn 100 triệu thiên thạch đã đánh qua, cái sau trên mặt lập tức đều là nịnh nọt chi sắc, còn từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài nói, đại nhân, bởi vì ngươi một lần hao tốn vượt qua chục tỷ thiên thạch, chúng ta đường ra có quy định, có thể tặng cùng một khối rõ ràng kim lệnh bài. Bằng vào lệnh bài này về sau cưỡi đường ra thiên cơ thuyền nửa giá, tu luyện mật thất cũng có thể bớt 20%, Đồ tốt, Giang giật gật đầu đón lấy, có lệnh bài này về sau hắn đi chủ thành bên trong đường ra nghìn lần trong mật thất tu luyện có thể tiết kiệm không ít thiên thạch. Nghìn lần tu luyện mật thất tăng thêm hắn khốn long thảo cải tiến thân thể, tốc độ tu luyện sẽ đạt tới vạn lần, hắn có thể đem từng khỏa tinh thần đều dị biến, nguyên lực cảnh giới cũng có thể đơn giản tăng lên tới nửa thần cảnh. Tiến vào trong mật thất, Giang giật nuốt chừng mấy cái năng lượng đan tựu bế quan, một bên tu luyện, một bên tiếp tục cảm mộ phần diệt thương khung vu thuật, đồng thời nghĩ biện pháp lĩnh hội có thể tránh né cương phong phong hệ đạo văn. Đường ra thiên cơ thuyền rất an toàn, một đường gió êm sóng lặng. Đường ra luyện khí là đại lục không thể tranh cãi đệ nhất, đường ra cùng rất nhiều siêu cấp gia tộc, tỷ như cửu đế gia tộc quan hệ đều rất tốt, đường ra bản thân cũng là gần với cửu đế gia tộc siêu cấp gia tộc, cường giả như mây, ai dám trêu chọc đường ra tuyệt đối bị đuổi giết đến chết. Thời gian mấy tháng một cái chớp mắt liền đi qua, giang giật trong tu luyện, thậm chí đều cảm giác chỉ là đã qua một tháng nhiều, bên ngoài quản sự đã truyền âm nói đã đến giờ. Ừm, thứ sáu khỏa tinh thần nguyên lực đạt đến một phần năm, của ta nguyên lực cảnh giới hẳn là đạt tới thiên quân tam trọng tả hữu. Giang giật thấy bên trong một lần rất là hài lòng, đến thiên quân cảnh nguyên lực cũng khó khăn tu luyện, nếu là phổ thông tiểu gia tộc võ giả, đoán chừng tu luyện cái mấy chục năm mới có thể theo thiên quân nhất trọng tăng lên tới tam trọng, hắn vẻn vẹn hao tốn không đến một năm, tốc độ này xem như rất tốt. Đương nhiên, cái này cùng cửu đế gia tộc công tử là không có cách nào so, kiếm vô ảnh mới 12 13 tuổi, giờ phút này đạo văn cảnh giới nguyên lực cảnh giới đều là thượng giai thiên quân, đủ để thấy siêu cấp gia tộc tài nguyên hùng hậu. Tháng 6 thời gian, phần diệt thương khung vu thuật tăng thêm một bước, đáng tiếc có thể tránh né cương phong phong hệ đạo văn vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, huyền thiết trọng kiếm cùng huyền thiết chiến giáp cũng không có thông linh, hỏa vân khải càng không có thông linh. Đối với ngụy thần khí thông linh, Giang giật xem như hoàn toàn phục, thứ này hoàn toàn xem vận khí, vận khí tốt một hai tháng liền có thể thông linh, vận khí không tốt cả một đời đều không có cách nào thông linh. Hắn khe khẽ thở dài, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt ném hướng quản sự nói, ở đâu Phật tượng thành còn cần bao lâu. Hồi đại nhân, quản sự cung kính nói ra, đã tại Phật vực trung bộ, khoảng cách Phật tượng thành chỉ có 10 ngày lộ trình, khoảng cách Phật đế thành còn cần hơn 20 ngày. A à nha, Giang giật gật đầu đi ra tu luyện buồng nhỏ trên tàu, ánh mắt xuyên thấu qua vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn xem phía dưới quần sơn bao la, nội tâm của hắn hơi có chút rung động. Năm đó hắn coi là y phiêu phiêu là y ra người, còn muốn lấy như bay đến Phật Đế Thành có thể muốn thời gian mấy chục năm, giờ phút này không nghĩ tới mới trôi qua mấy năm, hắn tự đứng tại Phật vực bầu trời. Y thiền tiểu thư, người còn tốt chứ? Giang giật có chút mím môi một cái, nhớ tới cái kia tóc tím thiếu nữ, trong lòng vừa muốn gặp đến nàng, lại sợ nhìn thấy nàng. Y thiền là ân nhân của hắn, đã cứu mệnh của hắn. Nhưng hắn từng tiến vào tội đảo, cùng ngao lưu quan hệ không ít, cái kia chính là cửu đế gia tộc địch nhân, sở dĩ chính hắn cũng không biết nên dùng nhào bột mì mắt cùng Y Thiền gặp mặt. Y Thiền như biết rõ thân phận chân thật của ta, có thể hay không truy sát ta. Giang giật không biết, hắn nặng nề thở dài đi vào khoang thuyền của mình, hắn cần tại Phật tượng dưới thành thuyền. Hắn cũng không dám đi Phật đế thành, giờ phút này đoán chừng thành nội cường giả tụ tập, danh môn công tử đi đầy đất, hắn đi rất có thể bại lộ. Hưu, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, Giang giật lẻ loi một mình bay xuống thiên cơ thuyền, hướng phía dưới một tòa trung đẳng thành trì bay đi, Phật tượng thành đã đến. Luyện ngục phế tích cũng tại Phật tượng thành cùng Phật đế thành trung gian, hắn cần trong thành đạt được một chút tư liệu, chuẩn bị tiến vào luyện ngục phế tích, thu hoạch hỏa xà lam. Sau một ngàn thiên thạch giang giật tiến vào thành nội, hắn giờ phút này hóa thân thành một cái trung niên khôi ngô đại hán, mặc một thân trọng giáp, mặt ngoài thực lực cũng chỉ có trung giai tiên quân dáng vẻ. Hắn tìm được một khách sạn dàn xếp lại về sau, trước tiên lấy hạt châu màu xanh lục quán chú nguyên lực, sau đó trong sân an tỏa. Sau gần nửa canh giờ một đạo bóng người chuồn vào đây, cùng Giang Giật nói chuyện với nhau hai câu, đối mặt ám hiệu, ảnh hoàng người đem mấy phần tư liệu đưa cho Giang Giật về sau, lại biến mất tại trong khách sạn. Giang Giật mở ra viện tử cấm chế, đi vào cẩn thận lật xem, nhìn ra ngoài một hồi khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, trong mắt cũng sát cơ tăng vọt, tự nhủ, luyện ngục phế tích một tháng sau mở ra lần này tới rất nhiều lão bằng hữu A, Tà Phi, Kiếm Vô Ảnh, Đồ Long, Doãn Nhược Băng, Lăng Thất Kiếm, Lăng thi nhã, vũ nghịch, cơ thính vũ. Đều tới không biết những người này sẽ hay không tiến vào luyện ngục phế tích giống như đi vào vậy là tốt rồi chơi. chương 897, luyện ngục phế tích. Thời gian mấy năm đi qua, Giang giật phát hiện đã từng những ngày lão bằng hữu đều trưởng thành, tối thiểu nhất thực lực đều có rất tiến nhanh bộ. Tà phi nhất làm cho người lau mắt mà nhìn, từ khi truy sát Giang giật sau khi thất bại, tà phi liền trở về tà đế thành bên trong bế quan không ra, mấy năm này đều không có hắn bất cứ tin tức gì, lần này là lần thứ nhất ra công chúng tầm mắt bên trong, thực lực tiến bộ nhanh chóng cũng làm cho vô số người kinh thán không thôi. Một năm kia huyền thần cung đoạt bảo, Giang Giật 18 tuổi, Tà Phi 25 tuổi. Năm nay Giang Giật 23, Tà Phi cũng đến tuổi xây dựng sự nghiệp, thời gian 5 năm Giang Giật danh chấn thiên hạ, Tà Phi ẩn núp 5 năm biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, lại một lần nữa xuất hiện thực lực lại đạt đến thiên quân đỉnh phong. Giang Giật để Tà Phi danh dự sạch không, cũng làm cho hắn tại thất bại cùng ngăn trở bên trong hấp thụ giáo huấn, dốc lòng tu luyện, từng bước một đột phá. Đồng dạng, kiếm vô ảnh cũng thực lực tăng vọt, cửu đế con em của gia tộc xác thực cùng gia tộc tử đệ khác biệt, trong khung có một cỗ khí, không chịu thua sức lực. Cũng như lần trước, thất bại tựu thất bại, bọn hắn chưa từng che giấu, sẽ chỉ cố gắng tu luyện, tranh thủ tìm về mặt mũi này. Đây chính là cửu đế gia tộc tinh thần, cũng là cửu đế gia tộc sừng sướng Đông Hoàng Đại Lục 70 vạn năm từ đầu đến cuối không ngã nguyên nhân một trong. Cho dù là địch nhân, Giang giật nhìn thấy tư liệu về sau, cũng đối tả phi kiếm vô ảnh vũ nghịch rất là bội phục, chỉ ít tinh thần của bọn hắn đáng giá học tập, bọn hắn không chịu thua sức lực đáng kính nể. Doãn nhược băng bọn người thực lực cũng nhận được tăng lên rất nhiều, Doãn nhược băng tuổi tác cùng Giang giật không chênh lệch nhiều, giờ phút này cũng là thượng giai thiên quân, y thiền niên kỳ cũng hẳn là không sai biệt lắm, đồng dạng là thượng giai thiên quân, đồ long lăng thất kiếm vũ nghịch đều là thượng giai thiên quân, chỉ có lăng thi nhã kém một chút, mới là trung giai thiên quân. Lần này Phật Đế là sở dĩ mở ra luyện ngục phế tích, cũng đích thật là có nguyên nhân. Trên thực tế, lần này tin tức là có sai, hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích chính là Phật Hoàng, mà không phải Phật Đế, cũng chính là Y Thiền Lão Cha. Phật Đế kết hôn sinh con tương đối trễ, sở dĩ niên kỳ tương đối lớn, tiếp qua 3 tháng liền là Phật Đế 100 tuổi sinh nhật. Phật Hoàng hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích, để toàn bộ thiên hạ thiên quân thanh niên đều có thể đi vào, một là cho Phật Đế chúc mừng, người đến nhiều, tự nhiên là náo nhiệt, cũng sẽ có rất nhiều gia tộc công tử tiểu thư tới ăn mừng. Hai là mượn cơ hội này y gia tốt mời chào một chút thanh niên tuấn kiệt lớn mạnh y gia có thể còn sống thành luyện ngục phế tích bên trong gia, kia căn bản là thực lực rất mạnh người tuổi trẻ, đệ tam cũng đích thật là vì cho y thiền chọn rể. Y thiền là Phật đế yêu thích nhất tôn nữ, Phật hoàng hy vọng y thiền có thể chọn cái giai tế, để Phật đế tại trăm tuổi thọ thần sinh nhật lúc vui vẻ thoáng cái, y thiền một mực là cái kiêu ngạo nữ tử, căn bản chướng mắt cửu đế gia tộc bọn công tử, đi theo Phật đế học Phật nhiều năm, cũng tựa hồ có khám phá hồng trần suy nghĩ. Phật Hoàng có chút lo lắng, sở dĩ hạ lệnh mở ra luyện ngục phế tích, cũng mới lại có lần này thịnh hội. Luyện ngục phế tích, tên như ý nghĩa liền là một cái phế tích, một cái rất khủng bố phế tích. Nơi này nghe nói là thượng cổ thời đại một cái thượng cổ đại tộc nơi ở, cái này đại tộc cường giả như mây, thần thông ngàn vạn, năm đó là đối kháng đại yêu cường đại tộc đàn một trong. Không biết nguyên nhân gì, cái này thượng cổ đại tộc toàn tộc đột một chết đi, ở lại một cái siêu cấp đại bộ lạc cũng hóa thành phế tích. Mảnh này bộ lạc có thành trì trăm tòa, liên nguyên mấy trăm vạn lý, cái này phế tích còn chìm vào dưới mặt đất, phế tích phía trên hàng năm có kinh khủng cương phong, mức độ đậm đặc nhưng so sánh trăm vạn trượng không chung, coi như Phật đế cũng không dám trực tiếp tiến vào. Luyện ngục phế tích duy nhất cửa vào ngay tại một cái trong hạp cốc, y ra năm đó bị huyền đế phong làm đế hậu, chiếm đoạt phụ cận bốn vực, cái này luyện ngục phế tích cũng tự nhiên khống chế đến trong tay, bình thường ngoại nhân là căn bản không có cách nào tiến vào. Đương nhiên ngẫu nhiên có khi, y cũng biết lái khải luyện ngục phế tích để ngoại nhân đi vào, tại phế tích bên trong đạt được bảo vật, y cũng sẽ không cướp đoạt, về sông phế tích người sở hữu. Dạng này khả năng hấp dẫn vô số thanh niên võ giả đến phế tích bên trong tầm bảo, y cũng có thể từ giữa đó mời chào rất nhiều thanh niên tuấn ngạn, lớn mạnh gia tộc. Luyện ngục phế tích bên trong có thêm nguy hiểm bên trong là tình huống như thế nào bên trong tại sao lại có nhiều như vậy bảo vật những sự tình này không có bất kỳ người nào biết rõ, bởi vì theo phế tích bên trong da người, đều không có ở bên trong bất cứ trí nhớ gì, tựa hồ cái này phế tích bên trong có loại kỳ dị năng lực, có thể xóa đi sở hữu da người ký ức. Thế nhân sở dĩ cảm thấy phế tích rất nguy hiểm, là bởi vì mỗi lần tiến vào người, 10 cái chỉ có một hai cái có thể còn sống sót, nhưng còn sống đi ra người hoặc là thực lực hội tiêu thăng, hoặc là linh hồn sẽ trở nên cường đại, hoặc là hội cảm ngộ đặc thù đạo văn, hoặc là sẽ có được dị bảo, 10 cái bên trong có 6 7 đều sẽ như thế. Sở dĩ, Luyện Ngục Phế Thích bị liệt là Đại Lục Thập Đại Bảo Địa một trong, lại bị liệt vào Đại Lục Thập Đại Tuyệt Địa. Phế Thích còn có cái kỳ quái địa phương, 30 tuổi dưới đây người căn bản vào không được, trừ phi ngươi từ phía trên nghĩ biện pháp đi vào, nhưng này phía trên đều là cương phong, ai đi người đó chết. Thật thần kỳ địa phương, Giang giật xem hết tư liệu âm thầm cảm khái, cũng đối với cái này Phế Thích có rất lớn chờ mong. Còn tiến vào phế tích hắn có thể hay không chết, hắn chưa từng đi cân nhắc, bởi vì hắn đáp ứng ngao lưu nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cho tới hỏa xà lam, nam nhân nhất nặc đáng giá ngàn vàng, hắn chuyện đã đáp ứng chưa từng hội đổi ý. Một tháng, hắn lấy ra trong tư liệu một phần kỹ càng địa đồ nhìn mấy lần, phát hiện Phật tượng thành khoảng cách phế tích có chút xa, dùng tốc độ của hắn tại không ra vấn đề tình huống dưới, ít nhất cần nửa tháng. Hắn cũng không dám làm chế nải, đứng dậy lợi dụng huyễn ảnh thần thông cải biến linh hồn khí thức, đồng thời biến ảo tướng mạo, biến thành một cái trắng noãn anh vĩ thanh niên, lấy xuống chiến giáp, đổi lại một bộ cẩm y bạch bào, trong tay cũng xuất hiện một cái chiết phiến, hóa thân thành một cái khôi ngô công tử ca, đi ra khách sạn. Biến thành công tử văn nhã bộ dáng, đi ở bên ngoài so trước kia càng gây cho người chú ý, đương nhiên những người kia chỉ là nhìn thoáng qua liền không lại nhìn nhiều. Bởi vì nương theo lấy luyện ngục phế tích mở ra, kể bên này vài tòa thành trì công tử ca rất rất nhiều, giang giật dạng này ngược lại sẽ an toàn hơn hỏi thăm người qua đường một phen, hắn tìm được một cái cỡ lớn thương hội, hao tốn một tỷ thiên thạch thuê 10 tên trung giai thiên quân hộ vệ. Để bọn hắn hộ tống chính mình đi luyện ngục phế tích, công tử ca làm sao có thể không có hộ vệ lẻ loi một mình vậy sẽ để người chú ý. Giang giật lại tại thương hội mua một cỗ cấp thấp nhất thiên cơ thuyền, loại kia chỉ có dài 10 trượng, cao một trượng, hơn 10 buồng nhỏ trên tàu, phòng bảo hộ không chịu nổi thiên quân đỉnh phong một kích thiên cơ thuyền. Cứ như vậy nghênh ngang mang theo 10 người ra cửa thành Bắc, cưỡi thiên cơ thuyền hướng luyện ngục phế tích bay đi. Thiên cơ thuyền tốc độ so ra mà nói rất chậm, cùng giang giật không sai biệt lắm, theo cái này bay đi luyện ngục phế tích cũng ít nhất phải thời gian nửa tháng, giang giật cũng là không có cách, bởi vì căn bản không có cỡ lớn thiên cơ thuyền đi luyện ngục phế tích, bên kia cương phong ngày đêm đều có, coi như cỡ lớn thiên cơ thuyền đều chịu không được. Cũng may luyện ngục phế tích mở ra sắp đến, Phật Hoàng đã sớm hạ lệnh, phế tích phủ cận Sơn Phỉ nếu dám chặn giết đi sông phế tích võ giả, Phật gia sẽ điều động đại quân tiêu diệt toàn bộ, luyện ngục phế tích phụ cận cũng có mấy chục con Phật gia đại quân bốn phía tuần tra, trên đường hẳn là an toàn. Nửa tháng, ngồi tại một cái trong khoang thuyền giang giật không có đi quản tình huống bên ngoài, hắn thuê 10 người tự nhiên sẽ an bài tốt hết thảy, đây là Phật vực thập đại thương hội nhân, tại Phật vực nội cũng có đầy đủ lực uy hiếp. Hắn nhắm mắt lại tu luyện, lặng lặng chờ đợi đến luyện ngục phế tích. Chương 898, cố nhân, trên đường quả nhiên rất an toàn. Giang giật tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau tựu không có ra qua, đến trong đêm thuê hộ vệ hội tương thiên máy thuyền dừng ở phía dưới hoang dã bên trong, sau khi trời sáng tiếp tục lên đường. Trên đường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc từng chiếc lớn thiên cơ thuyền, thân thuyền bên trên viết thật to áo chữ, hiển nhiên là y ra tuần tra quân đội. Phi hành 6-7 ngày sau, Giang Giật cũng thường xuyên có thể gặp được cỡ trung tiểu thiên cơ thuyền, trong thuyền đồng dạng cưới từng cái công tử ca tiểu thư, đương nhiên còn lại công tử tiểu thư nhưng so sánh hắn uy phong nhiều, mang theo hộ vệ đều là mấy trăm mấy ngàn, thậm chí Giang Giật còn chứng kiến một cái công tử mang theo bên trên vạn thiên quân hộ vệ, cũng không biết là cái gì gia tộc. Lan đi, thứ 10 ngày, Giang Giật bị một đạo quát khẽ âm thanh đánh thức, hắn thần thức trước tiên hướng thanh âm đầu nguồn tìm kiếm, sau đó linh hồn lập tức run lên, liên thanh hạ lệnh, nhường qua một bên. Không cần Giang Giật hạ lệnh, hắn thuê hộ vệ thủ lĩnh trước tiên khống chế thiên cơ thuyền hướng bên cạnh bay đi, bởi vì đằng sau bay tới một chiếc to lớn thiên cơ thuyền, thân thuyền trưởng tổng cộng đến trăm trượng, tốc độ cũng như thiên quân đỉnh phong, rõ ràng là cùng đường ra đỉnh cấp thiên cơ thuyền một cái cấp bậc. Kiếm ra chẳng lẽ là kiếm vô ảnh, Giang giật thần thức dò xét đến thân thuyền bên cạnh có cái thật to kiếm chữ, nội tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, như thế thiên cơ thuyền bên trong khẳng định ngồi kiếm ra đại nhân vật, cũng khẳng định lại có rất nhiều cường giả đi theo, vạn nhất bị khám phá thân phận liền phiền toái. Ông, quả nhiên, có hơn 10 đạo cường đại thần thức từ trên người hắn đảo qua, hắn thiên cơ thuyền vòng bảo hộ quá yếu, căn bản ngăn không được cường giả dò xét. Để hắn có chút thở dài một hơi chính là, kia hơn 10 đạo thần thức tùy ý quét qua sau đã thu trở về, thiên cơ thuyền cũng nhanh chóng phá không mà đi, biến mất ở phía xa trời trong bên trong. Hẳn là kiếm vô ảnh không lầm, giang giật phỏng đoán đến, kiếm vô ảnh tu vi phóng đại, bản sự một cái ngạo kiều, coi trời bằng vung người. Như thế thịnh hội như thế nào lại không ra đắc chí hạ kiếm ra con em cũng không có hắn như thế chiêu giao bá đạo. Cái này huyễn ảnh thần thông thực là không tồi, vừa rồi kia mười mấy người thực lực như thế cường đại đều không có xem thấu ta. Ngao Lư nói qua ngoại trừ bán thần lão gia hỏa, gần như không ai có thể xem thấu hắn, đi qua lần này sau hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Nương theo lấy khoảng cách luyện ngục phế thích càng ngày càng gần, thiên cơ thuyền cũng càng ngày càng nhiều, Giang giật lần nữa nhìn thấy một chiếc đỉnh cấp thiên cơ thuyền, bất quá không phải cửu đế gia tộc, mà là lúc ra Giang giật hỏi thăm qua hộ vệ thủ lĩnh Lưu Tam sau mới biết được, cái này lúc ra là một cái siêu cấp gia tộc, Thường cổ thế gia, tại trong đại lục bộ có được tam vực, thế lực siêu cấp cường đại. Khoảng cách luyện ngục phế thích chỉ có 3 ngày, Giang Giật cũng không tu luyện, bắt đầu phát ra thần niệm bốn phía dò xét địa hình, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, làm quen một chút địa hình luôn luôn không sai. Không biết là Phật gia phái binh tiêu diệt toàn bộ, vẫn là nguyên nhân gì, kề bên này thế mà không có bất kỳ cái gì sơn phỉ ẩn núp. Giang Giật dò xét một trận, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì kề bên này trên không trung cương phong rất mạnh, đoán chừng đến trong đêm cương phong mạnh hơn, ở phụ cận đây hoạt động quá nguy hiểm. Quả nhiên, tại trong đêm giang giật giò xét một phen, phát hiện một cái kinh khủng tình huống, trong đêm ba trượng không trung cương phong, so khác đừng địa phương nồng nặc gấp 10, lên cao trăm trượng uổng phí càng là kinh khủng, đoán chừng coi như không có đặc thù thần thông ngũ tinh cường giả cũng chịu không được. Đáng tiếc, không có có cơ hội cảm ngộ loại kia thần kỳ phong hệ đạo văn, nếu không tại cái này chạy trốn quá dễ dàng. Giang giật âm thầm cảm khái, nếu có thể cảm ngộ loại kia phong hệ đạo văn, có cường giả truy sát bắn thẳng đến cao vạn trượng uổng phí, ai dám truy sát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đào tẩu, căn bản không cần độn thiên. Lập tức sẽ đến luyện ngục phế tích, Giang giật coi như đốn ngộ cũng không có nhanh như vậy, hắn cũng không dám hy vọng xa vời, tiếp tục dò xét địa hình. Hắn phóng thích thần niệm có thể dò xét khoảng cách quá xa, trong đêm hắn cũng có thể dò xét đến bốn phía có rất nhiều thiên cơ thuyền dừng lại, hoặc là từng bầy võ giả hạ trại qua đêm, ở phụ cận đây coi như đỉnh cấp thiên cơ thuyền trong đêm cũng không dám phi hành, coi như có thể chịu nổi, năng lượng khẳng định cũng tiêu hao rất lớn. Trời đã sáng, thiên cơ thuyền tiếp tục phi hành, tại trời tối dừng lại về sau, Giang giật phát hiện cương phong càng dày đặc, hắn cũng không dám tiếp tục tại thiên cơ thuyền ngồi lấy, thu hồi thiên cơ thuyền thành thành thật thật trên mặt đất hạ trại, nội tâm ngược lại là ẩn ẩn có chút kích động, trời sáng liền có thể đến luyện ngục phế tích phụ cận. Một đêm này hắn không tiếp tục dò xét, mà là hào hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức trời sáng tốt treo lên hoàn toàn tinh thần. Luyện ngục phế tích cường giả như mây, mà lại rất nhiều lão bằng hiếu, hắn tuyệt đối không thể lộ ra một tia chân ngựa, bề ngoài mặc dù cải biến, nhưng hắn rất nhiều thói quen động tác cũng nhất định phải cải biến, nếu không rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra vấn đề, vạn kiếp bất phục. Ngủ một giấc đến hừng đông, hắn cũng không có cuốn quyết đi đường, mà là để hộ vệ bắt được mấy cái tiểu dã thú, nhóm lửa nấu cơm, hảo hảo ăn một bữa, lúc này mới khoan thai đi đường. Đám này hộ vệ hắn thuê ba tháng, Tại ba tháng này thời gian, 10 người này liền là hắn hạ nhân cùng bảo tiêu. Bất quá thương hội có ước định, vạn nhất tao ngộ cường địch, hộ vệ này không địch nổi tình huống dưới bọn hắn hội thoát đi, giang giật ngược lại là cũng không có trông cậy vào cái này 10 tên trung giai thiên quân. Càng là tiếp cận luyện ngục phế tích, giang giật càng không dám phóng thích thần nghiệp, hắn có thể sử dụng thần thức dò xét đến đếm không hết thiên cơ thuyền hướng luyện ngục phế tích bên trong hội tụ mà đi. Thần niệm vô thuật người bình thường căn bản phát giác không được, nhưng vạn nhất có đặc thù chủng tộc đâu dạng này tứ không kiêng sợ dò xét, hội chọc giận cường giả. Lúc xế chiều, mọi người rốt cục đã tới chỗ cần đến, đập vào mắt tràng cảnh để Giang giật hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước có một khối to lớn bình nguyên, bình nguyên phương Bắc có một mảnh quần sơn bao la, ngọn núi kia phi thường dốc đứng, khoảng chừng ngàn trượng chi cao, sơn phong cũng phi thường lớn, tựa như từng cái cự thú tại phía trước chiếm cứ. Sơn phong ở giữa có một đầu u sâm sâm hẻm núi, cái kia hẳn là là luyện ngục phế tích lối vào, bởi vì hẻm núi hai bên còn có thể nhìn thấy nguy nga tường thành, bất quá rất nhiều nơi đều tàn khuyết không đầy đủ, nhìn có chút hoang vu. Những này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm ở chỗ hẻm núi bên ngoài bình nguyên. Vùng bình nguyên kia hẳn là có phương viên chăm dặm, giờ phút này bình nguyên bên trên đều là lít nha lít nhít lều vải, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, từ trên cao nhìn lên xuống dưới, cũng cảm giác mặt có mấy chục vạn đóa màu trắng hoa tươi nở rộ. Một cái lều vải theo 10 người cũng được a, à, phía dưới kia ít nhất có mấy trăm vạn người khấu trừ các gia tộc hộ vệ, lần này tiến vào luyện ngục phế tích người hẳn là ít nhất có mấy chục vạn người, bốn phương tám hướng thế nhưng là còn có vô số thiên cơ thuyền tụ đến, phế thích mở ra còn có hơn 10 ngày, ai biết đằng sau còn có bao nhiêu người. Xuống dưới, thiên cơ thuyền đã bay đến bình nguyên phía trên, giang giật không dám thêm dò xét, trầm giọng hạ lệnh. Mọi người bay xuống thiên cơ thuyền, giang giật tương thiên máy thuyền thu hồi, mang theo 10 người hóa thành lưu quang hướng nơi xa một khối đất trống bay đi. Giang giật bọn người vừa bay xuống dưới, lập tức có mấy trăm đạo thần thức quét tới giang giật trên mặt lạnh băng băng cũng không đi quản những cái kia thần thức bay đi đất trống lấy ra hai cái thiên cơ bồng ra hiệu mười người kia tiến vào một cái thiên cơ bồng chính hắn cũng tiến vào một cái thiên cơ bồng kia mấy trăm đạo thần thức đều biến mất giang giật mang theo như thế chọn người khẳng định không phải đại gia tộc tử đệ cũng không ai để ý hắn bên này thiên cơ bồng đều là tương đối nhỏ cấp bậc tương đối thấp giang giật ẩn thân ở bên trong cũng sẽ không để người chú ý hugh Giang giật vừa mới thu xếp tốt, phía đông tự truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, hắn thần thức trước tiên quét đi lên, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sát cơ. Kia là một chiếc cấp cao nhất thiên cơ thuyền, thân thuyền cũng có chút một cái to lớn tà chữ, giờ phút này thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung, một người mặc áo bảo đỏ, mang theo xương thú dây chuyền, bên tai còn treo vòng tai tà mị thanh niên mang theo một ngàn võ giả lơ lửng giữa không trung dương mắt chung quanh, không phải tà phi là ai chương 899, cơ thính vũ rốt cục xuất hiện. Tà Phi cùng Giang Giật ân oán rất sâu, hai người có cơ hội đều sẽ tất sát đối phương, năm đó Giang Giật bị Tà Phi truy sát nhiều lần kém chút chết đi, bút chướng này hắn nhưng là nhớ tinh tường, giống như có cơ hội hắn nhất định sẽ xử lý Tà Phi. Hắn tính cách liền là như thế, cũng sẽ không quản ngươi bối cảnh mạnh bao nhiêu, chỉ cần trêu chọc hắn, giết chết ngươi lại nói. Cùng lắm thì trốn về tội đảo, trốn về vô tận biển sâu. Đương nhiên, Giờ phút này Giang Giật có chuyện quan trọng, tự nhiên không dám tùy ý làm loạn, coi như hắn nghĩ làm loạn cũng không có cơ hội. Tà Phi mang theo một ngàn người, này một ngàn người đều là thượng giai thiên quân trở lên cường giả, Giang Giật tại này một ngàn người bên trong cảm nhận được có mấy chục đạo đặc biệt khí thức kinh khủng, bên trong tuyệt đối có tứ tinh, ngũ tinh cường giả. Tà Phi cũng hoàn toàn chính xác đạt đến thiên quân đỉnh phong, không bằng hắn không phóng thích công kích, Giang Giật không cách nào cảm thụ hắn thế, sở dĩ không biết hắn thực lực đến tột cùng đạt đến mấy sao hiu 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 tà phi vừa ra giữa không trung phía dưới rất nhiều lớn thiên cơ bồng bên trong vô số bóng người bắn ra rất nhiều quát lớn âm thanh cũng vang vọng khắp nơi phi thiếu phi thiếu quả nhiên liền là phi thiếu thế mà thật đạt tới thiên quân đỉnh phong tiện sát người bên ngoài a à. tà thiếu ta là mạnh tề phi thiếu tới cái này luyện ngục phế tích cũng không có phần của chúng ta chỉ là trong chớp mắt ít nhất có mấy vạn người bay lên không rất nhiều công tử tiểu thư mang theo hộ vệ đem tà phi vây vào giữa hàn huyên lấy lòng giang giật thần thức tìm tòi ngược lại là cũng không thèm để ý đám người này hắn không nhận ra cái nào chư vị khách khí quay đầu ta tổ chức một cái yến hội tất cả mọi người tới uống một chén rượu đi tà phi cười nhạt một tiếng khí độ trầm ổn rất nhiều trong mắt trên mặt cũng không có một tia ngạo khí giang giật âm thầm gật đầu xem ra mấy năm này tà phi trưởng thành rất nhiều không còn tuổi trẻ khinh cuồng cũng không còn coi trời bằng vung hắc hắc tà phi Người tại tà đế lâu đài nội đương 5 năm, năm rùa đen rút đầu, hôm nay rốt cuộc dám ra đây. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, để tà ra một ngàn người sắc mặt đều trầm xuống, những cái kia vây quanh tà phi công tử tiểu thư cũng đã biến sắc, nổi giận đùng đùng lần theo thanh âm nhìn lại, xem xét phía dưới tất cả mọi người sắc mặt lần nữa thay đổi, một mặt xấu hổ. Hẻm núi bên trái mấy cái đại thiên cơ bồng bên trong bay ra mấy chục người, trong đó một người mắt ngọc mày ngài thiếu niên rất là đáng chú ý, thiếu niên này xem bề ngoài chỉ có 12-13 tuổi, mặc một bộ màu vàng quẻ bào, trong tay mang theo một cái màu trắng cây sáo, một mặt vinh vào hung hăng. Ha ha, ta phi thế mà không hề tức giận, ngược lại hơi xúc động nhìn qua thiếu niên nói ra, kiếm vô ảnh, 5 năm, năm trôi qua, người tính cách này ngược lại là một mực không thay đổi a. À. Phi thiếu, kiếm vô ảnh bên cạnh một cái thiên cơ bồng bên trong, chui ra một cái khôi ngô như núi thân ảnh, muộn thanh muộn khí chắp tay nói, phi thiếu thực lực đại trướng, trực tiếp siêu việt chúng ta, để đồ long rất là xấu hổ, ban đêm cùng uống một chén. Tà Phi khiêm tốn cười nói, đồ long huynh, nghe nói người cảm mộ các ngươi đồ ra vạn thú trận người đây mới là thật thật đáng mừng a, à, thực lực ngươi đạt đến tứ tinh a. À. Đồ long nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì lại chui vào trong chướng bồng, Tà Phi xoay chuyển ánh mắt nhìn phía miệng hẻm núi bên phải một cái lều vải, khóa chặt hai cái thân ảnh chủ động chắp tay nói, thất kiếm huynh. Các người tới rất sớm a à, thì nhã muội muội càng phát sinh đẹp động lòng người rồi. Bên kia bên ngoài lều có một cái cửa kiếm lăng thất kiếm không nói gì, chỉ là mỉm cười chắp tay, lăng thi nhã ngược lại là hiếu kỳ đánh giá tà phi vài lần hỏi, tà phi, ngươi trông thấy băng tỷ tỷ cùng thiền tỷ tỷ sao? Tà phi hướng bên cạnh công tử tiểu thư vừa chắp tay, dẫn người hướng phía dưới bay đi, một bên cười nói, doãn nhược băng cùng y thiền giờ phút này hẳn là còn ở Phật Đế Thành A Vũ Nghị cũng tại Phật Đế Thành, đoán chừng qua mấy ngày đã đến. Ân, dạ ưng cũng cùng các nàng cùng một chỗ đi, nha, Lăng thi nhã có chút thất vọng ứng tiếng, cũng không để ý tới tà phi, quay đầu tiến vào trong trướng bồng. Tà phi vung tay lên, để kia một ngàn người bắt đầu dựng lều vải, cái này rời đi miệng hẻm núi gần nhất đất trống đều không ai dám chiếm cứ. Tà phi an trí ba cái lều vải, lại để cho một đám hộ vệ đi chỗ xa an trí tại lều vải, hắn mang theo mấy tên người mạnh nhất tiến vào ba cái trong trướng bồng. Thật nhiều cường giả, giang giật không dám tiếp tục dò xét, vừa rồi nhiều người phức tạp, khắp nơi đều là thần thức hắn dò xét không quan trọng, giờ phút này còn dám loạn dò xét, vậy khẳng định sẽ gây nên chú ý. Trên mặt hắn cũng đều là ngưng trọng, cũng không phải là lo lắng tà phi bọn người, cùng đám này công tử tiểu thư tại phế tích nội tướng đấu, hắn coi như không địch lại cũng có thể đào tẩu. Vấn đề ở chỗ hắn theo luyện ngục phế tích bên trong sau khi ra ngoài, giống như tà phi mang theo một đám cường giả canh giữ ở miệng hẻm núi, hắn vừa ra tới tự một vòng công kích, hắn độn thiên cơ hội đào tẩu đều không có. Không đúng, hắn đột nhiên vỗ đùi trong đôi mắt quang mang đại thịnh, theo luyện ngục phế tích bên trong ra không phải là không có nửa điểm bên trong ký ức sao? đã như vậy, tà phi bọn người coi như ra cũng không biết bên trong sự tình, tự nhiên cũng không biết hắn giang giật ở bên trong, chỉ cần hắn không ở bên ngoài bại lộ thân phận, tại bên trong phế tích có thể tùy ý đùa a, à, coi như bại lộ thân phận cũng không quan trọng. tốt, nghĩ tới đây, giang giật đại hỉ thân thể đều kích động đến run rẩy lên, chỉ cần tại luyện ngục phế tích bên trong có thể tùy ý công kích, hắn tự hoàn toàn không sợ bất luận cái gì cường giả cái này phế tích nhiều nhất 30 tuổi có thể vào, cho nên có thể vào bên trong cường giả, tối cường liền là tà phi đẳng cấp này. Tà phi vừa vặn 30, hắn là cửu đế gia tộc công tử, còn có người nào tốc độ tu luyện có thể vượt qua cửu đế gia tộc thiên tài mấy chục vạn năm đến, huyền đế có thể chỉ xuất hiện qua một cái, lại nói cho dù có, giang giật cũng không sợ. Thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ, có thể bảo chứng hắn coi như giết không chết tà phi bọn người, cũng có thể nhẹ nhóm thoát đi. Vũ nghịch, tà phi, kiếm vô ảnh, đồ long, cơ thính vũ, giết, 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 giang giật trong mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, dù sao tại luyện ngục phế tích bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, bên ngoài cũng không biết, sau khi ra ngoài cũng không có bất kỳ cái gì ký ức, hắn có cái gì cố kỵ chỉ cần tả phi các nàng dám vào phế tích bên trong, hắn tìm tới cơ hội tuyệt đối phải diệt sát năm người này. Bình tĩnh, giang giật nghĩ một lát, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Tà Phi thực lực đạt tới thiên quân đỉnh phong, tại gia tộc địa vị đề cao rất nhiều, trên thân ngụy thần khí khẳng định một đống lớn, thông linh trí bảo cũng rất có thể có được. Đồ Long còn cảm mộ cái gì vạn thú trận đồ ra tổ truyền thần công. Không thể khinh thường, khinh địch chỉ có một con đường chết. Giang giật âm thầm khuyên bảo chính mình, hắn cũng không đi dò xét, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, chờ đợi luyện ngục phế tích mở ra, cũng chờ đợi y thiền vũ nghịch đám người đến. Về sau mấy ngày, không ngừng có thiên cơ thuyền bay tới, cũng ít nhất bay tới có mấy chục vạn người, còn có mấy cái ẩn thế đại gia tộc, thượng cổ thế gia công tử, thế mà còn kinh động đến tà phi bọn hắn, đáng tiếc giang giật không nhận ra cái nào, cũng chưa nghe nói qua. Bốn ngày sau, phía đông vang lên hơn 10 đạo bén nhọn tiếng xé gió, giang giật thần thức tìm kiếm sau đôi mắt lập tức sáng lên. Kia mười mấy chiếc thiên cơ thuyền toàn bộ đều là cấp cao nhất, trong đó có 10 chiếc trên đó viết thật to áo chữ, có một cỗ viết doãn chữ, có một cỗ viết đêm chữ, còn có một cỗ lại là viết võ chữ. Tại vô số người cung ninh bên trong, sở hữu thiên cơ thuyền bên trên cũng biến mất giữa không trung giang giật thần thức quét qua hắn lập tức dò xét đến vô số người quen mà khi hắn dò xét đến vũ nghịch bên người một người mặc váy vàng xinh đẹp say lòng người nữ tử về sau hắn cả khuôn mặt đều bóp méo trong mắt đều là khắc cốt minh tâm hận cơ thính vũ rốt cục xuất hiện cắt cắt chương 900, phật hoàng mấy năm không thấy cơ thính vũ càng mỹ lệ hơn nếu như nói năm đó là một đoá nụ hoa muốn phóng hoa hồng vàng liền là một đoá nở rộ mẫu đơn nàng lặng lặng đứng tại vũ nghịch bên người, trên thân khí tức cũng không cường đại, nhưng nàng tự tựa như một viên minh châu, hấp dẫn vô số nam tử ánh mắt cùng thần thức, không thua gì xa xa y thiền cùng doãn nhược băng. Cơ thính vũ hấp dẫn người nhất chính là nàng cặp kia như bảo thạch con ngươi, đen nhánh, không có một tia tạp chất, kia là một đôi tràn ngập trí tuệ, sâu xa như biển con ngươi. Bình thường loại ánh mắt này chỉ có tại những cái kia đại thánh nhân, có được đại trí tuệ lão giả mới có, đó là một loại cơ trí, làm người ta không tự chủ được dừng lại ở trên người nàng ánh mắt. Vũ Nghịch cũng trầm ổn rất nhiều, hắn không tiếp tục mang theo mấy tên mỹ mạo thị nữ rêu rao khắp nơi, mà là mang theo hai cái lão giả, lưng thẳng tắp, trên mặt từ đầu đến cuối có nụ cười thản nhiên, để cho người ta như mộc xuân phong, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, khí độ rất là bất phàm. Không thể nghi ngờ, nhiều người như vậy bên trong ngoại trừ cơ thính vũ, hấp dẫn người ta nhất chú mục là y thiền cùng doãn nhược băng. Y thiền một thân váy tím, mái tóc màu tím, trên mặt vẫn như cũ mang theo quỷ vương mặt nạ, này mặt nạ nếu là bình thường người mang theo khẳng định sẽ có vẻ dữ tợn đáng sợ, nhưng mang ở trên người nàng lại hiển nhiên thần bí mà yêu diễm, trên người nàng có một cỗ khí thức kỳ lạ, tựa như giống như là một tôn Phật đà, phía sau có vạn trượng vô hình Phật quang, có thể tự nhiên mà vậy hấp dẫn người. Cũng thật sự là bởi vì loại khí thức này, để nàng tựa như một vị không dính khói lửa trần gian cửu thiên thần nữ, cùng thế giới này có vẻ hơi không hợp nhau. Cửu đế gia tộc thiên chi kiêu nữ, Phật đế yêu thích nhất tôn nữ, bất thế chi kỳ tài, chưa từng có người nào nhìn qua kiều nhan, y thiền giống như một chùm có độc hoa anh túc, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn không dám có nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Hết lần này tới lần khác rất nhiều nam tử nội tâm lại có một tia hy vọng xa vời, nghĩ để lộ mặt nạ của nàng, nhìn nàng một cái kia say lòng người thiên nhan, nhìn nàng một cái kia theo đối với người tỏa ra qua nét mặt tươi cười. Không có được, vĩnh viễn là tốt nhất, nam nhân đều là đồ đê tiện, đều thích lấy chính mình mặt nóng đi thiếp mông lạnh, giờ phút này y thiền bên người những nụ cười kia chân thành công tử liền là như thế. Mà y thiền thì lạnh lùng đứng ngạo nghễ, một đôi mắt bình tĩnh như nước, một người đều không để ý đến, chỉ là lẳng lặng nhìn qua xa xa hẻm núi. Trái lại bên cạnh doãn nhược băng lại hoàn toàn khác biệt, doãn nhược băng người mặc một bộ váy trắng, tựa như một đóa thiên sơn tuyết liên hoa, toàn thân để lộ ra khí tức thánh khiết. Nàng rất kỳ quái, một mực là đánh lấy đi chân trần, một đôi chân ngọc óng ánh sáng long lanh, nhìn một chút cũng có thể làm cho rất nhiều luyến chân nam tử ba tháng không biết vị thịt. Nàng không giống y thiền lạnh như vậy, cười nhẹ nhàng cùng phụ cận công tử chào hỏi, nhưng nàng trên mặt là cười, trong khung lại có một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh ý, tựa như lòng của nàng bị vạn trọng tuyết sơn đóng băng, vĩnh viễn sẽ không là nam nhân động tình. Tuyệt thế xinh đẹp, đây là phía dưới vô số nam tử đối với y thiền doãn nhược băng cùng cơ thính vũ đánh giá, rất nhiều công tử đều theo trong chướng bổng đi ra, si ngốc nhìn qua ba người, tựa hồ chuẩn bị coi trọng cả một đời, liền chờ ba người các nàng một lần ngoái nhìn. Ba người hào quang trói mắt, để bên cạnh vũ nghịch, còn có cửu đế gia tộc giả gia đệ nhất công tử giả ưng đều có chút bị lạnh nhạt, vũ nghịch đắng chát cười một tiếng, mở miệng nói, chư vị, đi xuống trước giàn xếp đi, luyện ngục phế tích mở ra nhưng còn có 10 ngày đâu. Giả ưng bọn người nhẹ gật đầu, doãn nhược băng cũng đi theo hướng phía dưới bay đi, chỉ có y thiền sướng sờ đứng tại giữa không trung mà lại con mắt của nàng đột nhiên nhắm lại, cũng không biết đang làm gì giang giật thần thức một mực khóa chặt mấy người dù sao khắp thiên đều là thần thức linh hồn hắn khí thức cải biến ai có thể phát hiện hắn tồn tại hắn phát hiện y thiền bỗng nhiên ở giữa không trung có chút trần chờ khóa chặt nàng kết quả để hắn toàn thân chấn động bởi vì tại hắn thần thức khóa chặt y thiền trong nháy mắt đó y thiền đột nhiên mở mắt sau đó bỗng nhiên hướng lều vải của hắn trông lại thiêu một đôi giếng nước yên tĩnh con người cũng có chút sáng lên để giang giật cảm giác nàng tựa hồ khám phá hết thảy làm sao có thể giang giật trong nháy mắt thu hồi thần thức nội tâm kinh nghi liên tục hắn tự tin nguyễn ảnh thần thông phía dưới đừng nói y thiền cảnh giới này bình thường bán thần hẳn là cũng không có cách nào phân biệt ra được là thần trí của hắn trên thực tế hắn ra vào thần tứ thành cùng tư đồ ra cũng từng có bán thần thần thức dò xét qua đến nhưng không có bất luận cái gì kinh nghi y thiền đây là làm sao phát hiện hoặc là nàng cũng không có phát hiện chỉ là cái ngoài ý muốn tiểu thư thế nào trên bầu trời y ra một tên cường giả kỳ quái hướng giang giật bên này mười mấy cái trong chướng bồng quét qua, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Y thiền hờ hướng nói một câu nói, dẫn một đám người trực tiếp bay xuống, phía dưới đã sớm xây dựng rất nhiều lều vải, y thiền tiến vào một cái lều vải không còn có xuất hiện. Vũ nghịch cùng dạ ưng ngược lại là cùng tà phi đồ long bọn người hàn huyên, doãn nhược băng cũng khéo cười tươi này bồi tiếp mọi người, rất nhiều công tử tiểu thư ở một bên đi theo, mấy cái kia thượng cổ thế gia công tử tiểu thư cũng xuất hiện, miệng hẻm núi rất là náo nhiệt. Giang giật tùy ý dò xét một trận, tự thu hồi thần thức, một là đám này công tử đều là đang nói ta tương hỗ cung duy lời xã giao, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hai là hắn sợ chính mình khống chế không nổi nội tâm sát cơ, đến lúc đó đánh cỏ động rắn. Vũ nghịch cùng cơ thính vũ đều tới, tự xem hai người phải trang tiến vào phế tích, vũ nghịch hẳn là có rất lớn có thể sẽ đi vào, giang giật liền sợ cơ thính vũ dừng lại ở bên ngoài chung quanh đây các gia tộc cường giả nhiều lắm, cửu đế gia tộc đồng khí liên chi, một khi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, khẳng định hội liên thủ công kích. Nhiều như vậy cường giả tựu thêm kỳ thiên thần tới cũng vô dụng, sở dĩ cơ hội duy nhất của hắn liền là tại phế tích bên trong cầm xuống vũ nghịch cơ thính vũ, giống như bắt không được, hắn chỉ có chờ vũ nghịch cơ thính vũ trở về bắc đế thành trên đường lại nghĩ biện pháp. Vấn đề là vũ nghịch lần này mang người nhiều lắm, đoán chừng hắn còn không có tới gần, một ngàn cường giả một vòng công kích phía dưới, Hắn liền muốn bạo liệt thành thịt nát, sở dĩ nếu có thể ở phế tích bên trong cầm xuống hai người, kia là hoàn mỹ nhất cực kỳ. Tu luyện, hắn ngồi xếp bằng, cái gì cũng mặc kệ, giờ phút này nếu là loạn động còn dung dịch dẫn người hoài nghi, vậy không bằng bất động, ngay tại chỗ tu luyện chờ đợi phế tích mở ra, chỉ cần tiến vào phế tích bên trong, chuyện gì đều tốt nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tà Phi Vũ nghịch bọn người ngược lại là mỗi ngày tổ chức yến hội, đương nhiên là có tư cách vào bọn hắn trong chướng bồng công tử tiểu thư lác đác không có mấy. Y thiền không tiếp tục xuất hiện, cơ thính vũ cũng tiến vào lều vải sau lại cũng chưa từng xuất hiện. Hưu, sau 10 ngày, phía đông truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, không cần phải nói lại có đỉnh cấp thiên cơ thuyền bay tới. Giang giật đã sớm đình chỉ tu luyện, chậm đợi phía tích mở ra, giờ phút này thần thức cũng theo bản năng dò xét đi qua. Ông, thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung, một người mặc màu trắng cư sĩ phục đầu chọc nam tử dẫn một đám người sừng sướng giữa không trung. Đầu chọc nam tử dáng người cũng không vĩ ngạn, tướng mạo cũng không tính khôi ngô thậm chí không có một tia kiêu hùng bá khí nhưng hắn trên người có một cỗ đặc thù khí thức thân hòa làm lòng người sinh hảo cảm chỉ là nhìn một chút thần thức tùy ý dò xét thoáng cái liền sẽ cảm thấy người trung niên này rất hòa khí rất thích hợp làm bằng hữu thành thật đáng tin tham kiến phật hoàng tại trung niên người xuất hiện trong nháy mắt mấy vạn y gia võ giả toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ giang giật cũng minh bạch người này liền là y gia gia chủ y thiền lão cha phật hoàng Nội tâm của hắn cũng kích động lên, Phật Hoàng đến, mang ý nghĩa luyện ngục phế tích liền muốn mở ra. chương 901, bản công tử không thích nữ nhân. Tham kiến Phật Hoàng, không chỉ là y ra võ giả, vô số trong chướng bổng võ giả cũng đi ra đối Phật Hoàng một gối quỳ xuống, thậm chí bao gồm tả phi bọn hắn. Cái này không chỉ là bởi vì Phật Hoàng là y ra gia, gia chủ, càng bởi vì Phật Hoàng đứng ở võ đạo đỉnh phong. Phật Hoàng tại 39 tuổi lúc đã đột phá đến nửa thần cảnh, Bực này thiên tư tại đại lục cũng là tuyệt đỉnh, trọng yếu nhất chính là Phật Hoàng Cảm Mộ một loại trong lịch sử chưa từng có cường đại đạo văn, chiến lược gần với cửu đế phía dưới, đợi một thời gian tuyệt đối có thể đứng ở đại lục đỉnh phong nhất. Giang giật cũng đi ra, giờ này khắc này còn ẩn thân tại trong trướng bồng, vậy sẽ khiến người hoài nghi, kia 10 tên hộ vệ cũng đi theo bên cạnh hắn. 10 người đều quỳ xuống, nhưng Giang giật không có quỳ xuống, giữa sân ngược lại là cũng có rất nhiều người không có quỳ, cũng không lộ vẻ đột ngột đây chính là võ đạo đỉnh phong cường giả có thể hưởng thụ tôn vinh sao. Giang giật đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy ít nhất có gần trăm vạn dưới người quỳ, người còn lại cũng đều có chút không người, chàng diện kia phi thường khôi hoàng khí phách, cũng chấn động lòng người, hắn đôi mắt cũng theo bản năng phát sáng lên. Võ giả vì sao muốn sừng sững đỉnh phong, có lẽ có một số người là say mê tại đan võ đạo, muốn theo đuổi càng lực lượng cường đại, nghĩ bạch nhật phi thăng, nghĩ trường sinh bất tử, thành tựu chân thần, nhưng càng nhiều người hẳn là nghĩ sừng sướng tại ức vạn người phía trên A tựa như giờ phút này trăm vạn dưới người quỳ, đây là cỡ nào tôn vinh cùng khoái ý. Phật Hoàng sắc mặt giếng nước yên tĩnh, tùy ý vung lên nói, đều đứng lên đi. Toàn bộ người đều đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, an tĩnh nhìn qua Phật Hoàng chờ đợi hắn mở miệng, Phật Hoàng ánh mắt bốn phía quét qua, tất cả mọi người cảm giác cùng hắn liếc nhau một cái, hắn cũng ôn hòa cười nói, luyện ngục phế tích là chỗ tốt, bản Hoàng lúc còn trẻ từng tiến vào ba lần, đều có rất lớn thu hoạch, cái này phế tích rất thần kỳ, có thể khiến người ta lãng quên ở bên trong ký ức, nhưng người cảm mộ đạo văn cùng thần thông lại thật sâu ghi tạc trong đầu. Luyện ngục phế tích lập tức sẽ mở ra, bản hoàng đưa các người một câu, chưa có quá tham lam, trên thực tế ở bên trong có thể cảm mộ một vài thứ, xa xa so đạt được trí bảo càng thực sự. Phật hoàng dừng một chút, hướng phía dưới một cái lều vải vẫy tay một cái, y thiền chậm chậm bay đi lên đứng tại phật hoàng bên người, phật hoàng cũng yêu chiều nhìn y thiền nói, bản hoàng có một đứa con gái nàng lòng cao hơn trời, xem nhẹ thiên hạ đấng mày dâu. Nàng đã từng nói một câu, giống như trên thế giới này không để cho nàng cảm thấy không bằng tuyệt thế nam tử, nàng coi như tuổi già cô đơn cả đời, thanh đăng mộc ngư làm bạn cũng sẽ không lấy chồng. Hôm nay Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều gia tộc công tử nhà giàu, thanh niên Tuấn Ngạn đều tới, bản hoàng muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi nguyện ý bị một nữ tử thấy rõ sao các ngươi sẽ là nhà ta tiểu thiện nhi chờ đợi 23 năm cái kia bất thế nam tử sao nếu như là, mời sống mà đi ra luyện ngục phế tích phật hoàng vừa rơi xuống ở giữa không trung y ra mấy ngàn tên thiên quân đồng thời đánh ra nguyên lực đột nhiên đánh vào trong hạp cốc hẻm núi cũng không có bị đánh nát ngược lại miệng hẻm núi những cái kia tàn triền miên bức tường đổ toàn bộ phát sáng lên tiếp lấy như tinh tinh chi hỏa liệu nguyên mặt phía bắc dãy núi từ từ phát sáng lên một mực hướng nơi xa dọc theo mà đi cuối cùng toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng loại kia vạn trượng quang mang đâm vào tất cả mọi người con mắt đều không mở ra được trong mọi người tâm linh hồn cũng thật sâu chấn động Tựa hồ một cái thông hướng một thế giới khác cửa bị mở ra Ông, hoàn toàn chính xác có một đạo cửa bị mở ra Dãy núi quang mang từ từ yếu đi Trong hạp cốc quang mang nhưng như cũ lấp lánh không ngớt Một đầu tính mịch hẻm núi hiện lên tất cả mọi người trong tầm mắt Kia hẻm núi phía trước biến thành một đầu đường hầm Dọc theo đi dãy núi chỗ sâu Y ra một tên trưởng lão quát khẽ Toàn bộ người nghe 30 tuổi trở lên võ giả không được đi vào Nếu không cũng sẽ bị bên trong cấm chế oanh sát ở bên trong tận lực không muốn chém giết, muốn đoàn kết hữu ái. Luyện ngục phế tích mỗi lần đều chỉ có thể đợi một tháng, một tháng sau tự động truyền tống ra, giống như người cảm giác được nguy hiểm, không dám tiến lên, có thể tìm địa phương ẩn núp, chờ một tháng kỳ đầy. Ở bên trong đạt được bất luận cái gì bảo vật, y đều tuyệt không cướp đoạt. Đương nhiên, các người cũng có thể bán cho y ra, nhất định sẽ cho các người giá vừa ý, còn có thể hộ tống người trở lại thành trì. Muốn đi vào phế tích người, có thể tiến vào hiu hiu hiu, trưởng lão nói vừa xong, tà phi bọn người bay thẳng bắn đi, hóa thành từng đạo hồng quang rất nhanh biến mất tại hẻm núi chỗ sâu, giang giật đôi mắt tại thời khắc này cũng sáng như tinh thần. Bởi vì, vũ nghịch cùng cơ thính vũ đều đi vào, hai người chỉ đem lấy trăm người, toàn bộ đều là thanh niên, những năm kia kỷ lớn cường giả đều không có đi theo. Cảm tạ trời xanh, giang giật hít một hơi thật sâu, ức chế run rẩy thân thể, hắn không có tùy tiện xông đi vào, bên trong nguy hiểm như vậy, sớm đi vào cùng trễ đi vào đều không có khác nhau nhiều năm như vậy tầm bảo tầng ngoài bảo vật khẳng định sớm cũng bị lật khắp trước thời gian tiến vào cũng không thấy có chỗ tốt gì hỏa xà lam sẽ ở phế thích làm sao giang giật con người chuyển động đột nhiên vỗ đùi hồ nghi thì thào không đúng đã ra phế thích người đều không có bất kỳ cái gì ký ức vì sao ngao lư sẽ biết bên trong có hỏa xà lam chẳng lẽ hắn có thông thiên thần thông không thành nghĩ một lát giang giật vẫn là không nghĩ ra chỉ có thể chờ đợi về sau đi vô tận biển sâu hỏi lại ngao lưu bốn phía cũng có vô số người hướng phía tích bên trong sông đi vào, chỉ là nửa nén hương thời gian liền vọt vào hơn 10 vạn người. Đồng phục thanh niên, đương nhiên cũng có chút ít tiểu thư, lăng thất kiếm muội muội lăng thi nhã đã sớm tiến vào, doãn nhược băng cũng đi vào, cái này khiến Giang giật rất là kính nể, cửu đế con em của gia tộc nhưng lại không sợ chết a Để hắn có chút kỳ quái là, y thiền thế mà còn đứng ở Phật Hoàng bên người. Nhìn qua từng bầy người sông đi vào phế tích bên trong, tựa hồ không có ý định vào phế tích bên trong đi. Hiu hiu hiu, lại là nửa nén hương đi qua, lần nữa vọt vào mấy vạn người, người dần dần ít, dù sao cái này quỷ phế tích cũng không biết vì sao hạn chế tuổi tác, cũng không biết là phế tích bản thân cấm chế, vẫn là y ra cố ý lấy ra cho người trẻ tuổi lịch luyện. Các người chờ ở tại đây, một tháng sau ta như không có ra, các người liền tự mình trở về đi. Giang giật cùng 10 tên thuê hộ vệ bàn giao một phen, thân thể như u hồ hướng phía trước phóng đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, cũng rất điệu thấp tiến lên, sợ gây nên người ở phía trên chú ý, phía trên kia thế nhưng là có một cái Phật Hoàng A. Ừ, bôn tẩu hơn phân nửa lộ trình, sắp đến hẻm núi lúc, Giang giật đột nhiên phát hiện y thiền nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một chút, mà hậu thân con thế mà chậm chậm bay xuống tới, đi theo phía sau hắn không xa, hướng hẻm núi bay đi. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cô nàng này thật nhận ra ta? Tại thời khắc này Giang giật toàn bộ linh hồn đều kích động, nhưng bề ngoài lại lạnh băng băng, không có chút nào quay đầu xem y thiền một chút y tứ, ngược lại hắn phụ cận có 10 cái công tử kích động đến thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Vạn trưởng ngàn trưởng trăm trưởng nhìn qua hẻm núi phía trước kia đến hiện ra bạch quang truyền tống môn, giang giật có chút thở ra một hơi, y thiền cũng không có đặc thù cử động, chỉ là một mực theo ở phía sau. Phía trên Phật Hoàng mấy người cũng không có đảo qua thần thức đến, hắn sẽ không có bại lộ nguy hiểm. Khi tiến vào phế tích lối vào, hắn thân thể bỗng nhiên ngừng lại, nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn y thiền một chút, nhìn xem nàng tấm kia yêu diễm quỷ vương mặt nạ lạnh lùng mở miệng nói y tiểu thư ngươi vì sao đi theo bản công tử ây bên cạnh còn có xa xa rất nhiều công tử có chút kinh ngạc lại có thể có người dám như thế cùng y thiền nói chuyện y thiền đi theo hắn hắn cho là hắn là ai không biết xấu hổ a à. y thiền cũng choáng lập tức đôi mắt đẹp lấp lánh mở miệng nói vị công tử này chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen mắt ha ha giang giật có chút cao lãnh cười cười đùa cợt nói ra, y thiền tiểu thư, người cái này bắt chuyện kỹ xảo cấp quá thấp, rất xin lỗi. Bản công tử không thích nữ nhân, nói xong giang giật quay người vọt vào truyền tống môn bên trong, lưu lại hơn 10 người tựa như bị xét đánh công tử, còn có nổi giận khó nhịn hận không thể tiến vào dưới mặt đất y thiền. chương 902, phiền phức lớn rồi, giang giật hướng giới tính rất bình thường, hắn cũng không phải giả mồi ba, sở dĩ cùng y thiền nói như thế, là bởi vì hắn không muốn bại lộ, không muốn gây nên y thiền phá lệ chú ý, y thiền hẳn là không nhận ra hắn nếu không cũng sẽ không hỏi như thế bảo giang giật cùng nàng liếc nhau một cái cũng không có ở trong mắt nàng phát giác được đặc biệt thâm ý nàng hẳn là có được năng lực đặc thù hoặc là thần thông sở dĩ lúc này mới cảm giác giang giật có chút quen thuộc nhưng bởi vì huyễn ảnh thần thông giang giật bề ngoài cùng linh hồn khí tức hoàn toàn biến ảo sở dĩ y thiền cũng chỉ là có chút kinh nghi nhưng cũng không có nhận ra hắn hoặc là xác định là hắn bất kể như thế nào Giang Giật đều không hy vọng cùng Y Thiền có nửa điểm hút mắc. Mặc dù nàng năm đó đối với hắn có ân, nhưng đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Giang Giật tiến vào tội đảo, còn cùng Ngao Lưu quan hệ mật thiết, đã nhất định là cửu đế gia tộc tử địch. Sở Dĩ Giang Giật không muốn cùng cái này như cửu thiên thần nữ Hồng Nhan có nửa điểm hút mắc, trực tiếp đoạn tuyệt nàng nội tâm lo nghĩ, không để cho nàng lại chú ý hắn. Ông Bạch Quang lóe lên, Giang Giật cảm giác đi tới một thế giới khác, đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương đại địa bốn phía không gian mông mông lung, nhưng tầm nhìn bất quá 300 trượng, bầu trời cũng một mảnh tối tăm mờ mịt, căn bản thấy không rõ phía trên có cái gì, hắn hít một hơi, cũng ngửi thấy hủ bại thê lương khí tức. Không đúng, Giang giật trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn thần thức nhanh chóng dò xét ra ngoài, lại phát hiện cũng chỉ có thể dò xét 500 trượng, cái này không gian không hiểu hạn chế thần thức dò xét. Tại hắn hướng phía trước đi hai bước về sau, càng ngạc nhiên hơn phát hiện, hai chân của hắn phá lệ nặng nề, nơi này còn có trọng lực cấm chế, mà lại là nghìn lần trở lên. Thần thức không thể dò xét quá xa nhưng tầm nhìn thấp nghìn lần trọng lực phía dưới, tất cả mọi người tốc độ giảm xuống, nơi này quả nhiên thần kỳ. Giang giật đôi mắt bốn phía liếc nhìn, phát hiện bốn phía ngoại trừ hoàn toàn hoang lương đại địa bên ngoài cái gì cũng không có, vào đây nhiều người như vậy, thế mà không thấy được một cái. Chẳng lẽ vào đây là ngẫu nhiên truyền tống? Giang giật âm thầm kinh nghi, trầm ngâm một chút trên thân sáng lên bạch quang, hắn muốn thử xem thuấn gì, kết quả để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, trên người hắn bạch quang lóe lên, sau đó không gian khẽ run lên, hắn thân thể lại tại nguyên địa ngưng kết, tại cái này không gian cực kỳ vững chắc, căn bản không thể thuấn di. Chẳng lẽ độn thiên cũng không được, khóe miệng của hắn co lại, hai tay sáng lên bạch quang liền muốn xé rách hư không, kết quả triệt để để hắn bó tay rồi, nơi này không gian ổn định đến đáng sợ, căn bản không có cách nào độn thiên, hắn liền không gian đều không có cách nào xé rách. Lôi đình chi nộ đâu, trong lòng của hắn hơi có chút bất an, không thể độn thiên hắn làm mất đi một loại mạnh mẽ hữu lực chạy trốn thủ đoạn, giống như bị người đuổi giết, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Trong tay hắn một cái màu đen trọng kiếm xuất hiện, trên không trung múa, triệt để để hắn thất kinh sự tình phát sinh ở chỗ này hắn thế mà không cách nào phóng thích lôi đình chi nộ. Nơi này hẳn là một cái hoàn toàn phong bế không gian, không có cách nào khiên động cửu thiên chi thượng lôi đình. Phiên phức lớn rồi, khóe miệng của hắn rung động mấy cái, hắn nhất cường đại công kích liền là lôi đình chi nộ, kia là hắn tại thiên lôi đảo lôi sơn bên trong cảng mộ cường đại đạo văn. Thiên lôi đảo có tụ lôi đại trận, lôi điện hàng năm bổ vào lôi sơn phía trên, lưu lại lôi điện bổn nguyên đạo vận, để hắn dưới cơ duyên xảo hợp cảm mộ. Không có lôi đình chi nộ, hắn công kích mạnh nhất chỉ còn lại lôi hỏa, vấn đề cái này lôi hỏa đốt không chết cường giả a. Tốc độ nhanh võ giả nhẹ nhóm có thể tránh đào tẩu, trừ cái đó ra hắn còn có một cái thông linh trí bảo vượt qua thiên ấn, nhưng đó là không trọn vẹn, đoán chừng cường đại thiên quân đỉnh phong cho hắn thẻ đều thẻ không chết. Vũ nghịch cùng cơ thính vũ vào đây, hắn mừng rỡ như điên, vốn cho là có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn. Hắn dám làm loạn, dám bại lộ thân phận, sợ là nhẹ nhõm sẽ bị vũ nghịch đánh chết. Thần âm thiên ký hắn tay trái xuất hiện một cái nguyễn kiếm, đem sau cùng hy vọng đặt ở thần âm thiên ký bên trên, nguyễn kiếm múa một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, nơi xa có lập tức truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu to, a à thanh âm gì, thật là khủng khiếp đại gia mau lui lại. Đi, Giang giật có chút an tâm, thần âm thiên kỹ còn có thể dùng, chỉ ít hắn còn có một loại cường đại thần thông. Hắn cũng không dám nguyên địa dừng lại, mở ra thần thuẫn hướng một bên khác nhanh chóng bôn tẩu mà đi. Hắn không dám phi hành, nhìn lần trọng lực phía dưới, tốc độ phi hành hội chậm hơn, cũng sẽ tiêu hao quá nhiều nguyên lực cùng thể lực. Tốc độ này quá chậm, đoán chừng chỉ có thần du cảnh tốc độ A. Bôn tẩu mấy ngàn trượng khoảng cách, Giang giật vẫn là rất không thích ứng, tốc độ này quá chậm quá chậm, luyện ngục phế tích bên trong nghe nói phương viên trăm vạn lý, tốc độ này trong một tháng xác định có thể đi đến một phần mười địa vực. Ông, bôn tẩu lúc, Giang giật thần thuẫn đột nhiên quang mang sáng rõ, tiếp lấy hắn thần thuẫn trực tiếp bạo liệt, đem hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Hắn thân thể dừng lại tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, trong nháy mắt lại mở ra thần thuẫn, thần thức trước tiên bốn phía liếc nhìn, cả người cơ bắp kéo căng tới cực điểm. Cái gì đều không có gì mới vừa rồi là cái gì công kích ta dò xét một trận, hắn không phát hiện chút gì, toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng, chẳng lẽ nơi này có quỷ sao? Không đúng, thiên nhân hợp nhất, Giang giật nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía dò xét thoáng cái, rất mau tìm đến kẻ cầm đầu, hắn cũng rốt cuộc biết luyện ngục phía tích bên trong tại sao lại nguy hiểm như thế, vào đây 10 cái có 7-8 cái chết ở bên trong. Bởi vì địa phương quỷ quái này có cương phong, giết người ở vô hình cương phong. Lần này vào đây hơn 200 ngàn người, sợ là nhiều nhất chỉ có thể ra ngoài mấy ngàn người a." À. Giang giật sờ lên cái mũi, trong đầu đều là nghi hoặc, địa phương quỷ quái này bên trong tại sao lại có cương phong còn có phía trên phía tích sơn phong bên trong ban ngày cũng sẽ có cương phong, có phải là hay không bên trong có cương phong quan hệ. Dưới mặt đất có thể đi qua sao? Nếu có thể ở dưới mặt đất mặt hành tẩu, vậy những này cương phong tựu không đủ gây sợ. Chỉ là Giang giật lấy ra huyền thiết kiếm đột nhiên hướng mà bổ xuống dưới lại phát hiện tựa như bổ vào hàn thiết bên trên. Mặt đất mặc dù bị đánh ra một cái hố nhỏ, nhưng nếu muốn từ dưới mặt đất hành tẩu, sợ là một tháng chỉ có thể tiến lên hơn 10 dặm. Cái này bùn đất là cái gì làm? Quá nhiều không nghĩ ra, giang giật cũng không có thời gian suy nghĩ. Một tháng thời gian quá ngắn, tốc độ như thế chi chậm, hắn đừng nói tìm tới hỏa xà lam, coi như có thể hay không tao ngộ vũ nghịch bọn hắn đều không được mà biết. Đi, hắn nhanh chóng hướng phía trước bôn tẩu, có thiên nhân hợp nhất trạng thái, Hắn có thể trước thời gian dò xét đến cương phong, từ đó thật sớm tránh đi, những cái kia cương phong đi theo thanh phong bay đi, chỉ cần không tới gần ngược lại là không có nguy hiểm. Tam ca, a à, a, à, hướng phía trước Bôn Tẩu vạn trưởng, Giang giật đột nhiên nghe được một tiếng gào lên đau xót, tiếp lấy lại là kêu thảm liên miên âm thanh, hắn thần thức đảo qua đi, phát hiện bên kia có hơn 10 người, trong đó có 4 năm cái ngã trong vũng máu, thân thể bị cắt thành vài đoạn, rõ ràng là bị cương phong diệt sát. Thập đại tuyệt địa một trong danh bất hư truyền giang giật vòng qua mọi người tiếp tục tiến lên không ngừng có thể nhìn thấy trên mặt đất có vết máu thi thể nhưng không thấy hẳn là bị thu hồi rất rõ ràng có rất nhiều người bị cương phong đánh chết bên này cương phong giống như càng dày đặc bôn tẩu một canh giờ giang giật dừng lại bước chân hắn tại phía trước nhìn thấy mấy chục bộ thi thể tàn thi đều không ai thu thập cái này đoàn người hẳn là toàn quân bị diệt phía trước cương phong cũng xa xa so phía sau nồng đậm hắn mặc dù bằng vào thiên nhân hợp nhất có thể né tránh, nhưng cũng quá nguy hiểm. Hắn tại một cái tiểu sơn ao bên trong trần chờ bất định, tiến thoái lưỡng nan, chờ một hồi hắn nghe được một trận tiếng bước chân, vội vàng ngừng thở, thu liếm khí tức, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét. Dạ ưng, tới là một cái cửu đế gia tộc tử đệ, hắn mang theo hơn 20 người, toàn bộ đồng phục thượng giai thiên quân, còn có 5 cái thiên quân đỉnh phong. Kia năm cái thiên quân đỉnh phong thần thức cũng ở trên người hắn đảo qua, nhưng không có để ý, ngược lại hai người đột nhiên ngừng lại, trầm giọng nói ra, công tử, phía trước cương phong mạnh rất nhiều, chúng ta muốn hay không đường vòng. Đường vòng, các người cái này không hiểu. Dạ ra dạ công tử dạ ưng cười nhạo một tiếng nói, luyện ngục phế tích tồn tại nhiều năm như vậy, không nguy hiểm địa phương lại có bảo vật cho dù có cũng sớm bị người lấy đi đi đi, cương phong càng nồng đậm địa phương, bảo vật càng nhiều, bày trận. Mạnh mẽ xông tới, ừ, giang giật tâm thần khẽ động, cái này dạ ưng nói rất có đạo lý a à xem ra nếu muốn tìm đến hỏa xà lam, nhất định phải sông sáo nguy hiểm địa phương. chương 903, Thành Trì Di Trì, dạ ưng hạ lệnh bày trận, bên cạnh hắn hơn 20 người toàn bộ vây quanh hắn hình thành một cái kỳ quái hình tròn đại trận, hơn 20 người vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, tiếp lấy tự hướng phía trước nhanh chóng hướng về đi, giang giật kinh dị dò xét qua đi, phát hiện một cái rất thần kỳ hiện tượng. Mọi người một lần xông, phía trước cương phong tự nhiên bị khiên động, bất quá bởi vì tất cả mọi người tại vây quanh dạ ưng xoay tròn, sở hữu cương phong cũng sẽ không công kích một người, mà là thay phiên công kích. Mà tại bị công kích người thần thuẫn tối sầm lại về sau, lợi mã sẽ có người đè vào bên ngoài, tiếp nhận hắn tiếp nhận lần tiếp theo cương phong công kích. Ban đầu người kia thì một lần nữa quán chú nguyên lực, để thần thuẫn đạt tới tối cường, dạng này có thể bảo chứng mỗi người tiếp nhận cương phong công kích chỉ có một đợt, sẽ không chí mạng. Sáng tạo trận pháp này người rất thông minh, giang giật âm thầm gật đầu, đương nhiên cái này cần hàng năm diễn luyện, nếu không một người loạn bước chân, toàn bộ đại trận đều muốn phá mất, nói không chừng rất nhiều người sẽ bị cương phong rào sát. Xong, phía trước có người mở đường, giang giật tự nhiên vui với nhặt cái tiện nghi, cương phong cùng thần thuẫn và chạm hội tiêu hao hết. Phía trước vừa bị tiêu hao, trong thời gian ngắn xa xa cương phong sẽ không lưu động tới, đi theo đám bọn hắn một đường tiến lên sẽ rất an toàn. Luyện ngục phế thích tồn tại mấy chục vạn năm, ngoại vi bảo vật linh dược gì gì đó, sớm đã bị tìm kiếm sạch sẽ. Muốn thu hoạch được đồ tốt, chỉ có vào bên trong vây lại, mặc dù vòng trong cương phong có khả năng hội càng lúc càng nồng nặc, nhưng giống như ngươi không dám xông vào, vào luyện ngục phế tích có ý nghĩa gì? Giang giật theo đuôi cái này Dạ ưng bọn người tiến lên, bôn tẩu mấy ngàn trượng lộ trình, không có gì bất ngờ xảy ra bị người phía trước phát hiện, có cái giả ra cường giả còn hùng hùng hổ hổ, có cái tạp quái theo chúng ta trà trộn vào đến, mẹ nó, chiếm tiện nghi của chúng ta a. À. Dạ ưng thần thức quét tới, lập tức cười nhạo nói ra, chuyên tâm đi đường đừng để ý tới hắn hắn theo vào đến lại như thế nào cuối cùng còn không phải chết bên trong cương phong càng lúc càng nồng nặc giang giật mặt ngoài cảnh giới chỉ có thiên quân nhất nhị trọng tại dạ ưng xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi tự nhiên không muốn lãng phí thời gian phản ứng giang giật dạ ưng hạ lệnh những cái kia thần thức quả nhiên không có quét tới liền nhìn đều chẳng muốn xem giang giật một chút trong lòng bọn họ có lẽ giang giật cũng chính là một cái đi theo đằng sau nhặt điểm xương cốt ăn cầu đi giang giật phi thường nhẹ nhõm một đường đi theo tiến lên bôn tẩu một canh giờ phía trước cũng bắt đầu xuất hiện một chút tàn canh bức tường đổ, còn có một số sụp đổ phòng ốc tòa thành. Dạ ưng bọn người cùng giang giật tinh thần chấn động, xem ra là tiến vào phế tích phòng trong, cái này phế tích năm đó là một cái thượng cổ đại tộc nơi ở, bảo vật tự nhiên cũng sẽ tại những này thành chỉ phế tích bên trong. Ây, giang giật tại rất nhiều phế tích bên trong dò xét đến rất nhiều hài cốt, những hài cốt này rất nhiều đều lớn mạnh, đại bộ phận đều là dài một trượng, nói cách khác những này thượng cổ đại tộc là cự nhân, thân cao có hơn một trượng, cũng cường tráng như rồng tượng. Chậm rãi, sụp đổ kiến trúc càng ngày càng nhiều, giang giật bọn người thần thức dò xét qua đi, căn bản dò xét không đến cuối cùng, toàn bộ đều là sụp đổ tòa thành, khắp nơi đều là tàn canh bức tường đổ, khắp nơi đều là hài cốt. Khiến người ta kỳ quái là, những này phế tích bên trong cương phong dần dần ít đi rất nhiều. Tốt, giải trừ chiến trận, tách ra tìm kiếm, chú ý cương phong, dạ ưng hạ lệnh, giang giật không dám đi theo đi về phía trước, nếu không giả dạ ra cường giả dạ vạn nhất nhìn hắn không thuận mắt trực tiếp công kích, vậy sẽ rất phiền phức. Hắn tại một cái phòng ốc phế thích bên trong giấu đi, không nhúc nhích, nơi xa có một người dò xét đến hắn, nhìn hắn rất hiểu chuyện cũng không có lãng phí thời gian tới giết đi người, bốn phía bay đi, dò xét bảo vật. Oa oa, công tử, ta phát hiện một kiện ngụy thần khí. Công tử cái này có một gốc hiếm thấy hắc hồ đồ thảo. Dạ ra người rất nhanh có phát hiện, chỉ chốc lát ngay tại rất nhiều hài cốt bên trên tìm được một chút binh khí, ngụy thần khí tựu có hai kiện, còn có một số kỳ lạ bảo vật. Giang giật không dám động tham niệm, một mực trốn ở phía tích hạ không nhúc nhích, giả ra cường giả cũng lười công kích hắn, không nhìn thẳng. Đi, kề bên này bị dò xét xong, giả ưng vung tay lên mang người tiếp tục tiến lên, giang giật vẫn là không nhúc nhích, nơi này hẳn là rất an toàn, hắn chuẩn bị thử một chút thần niệm, nhìn xem có thể hay không dò xét đến càng xa một chút. Thần niệm không để cho hắn thất vọng, cũng làm cho hắn có chút thất vọng. Thần niệm có thể dò xét, nhưng địa phương quỷ quái này bên trong chỉ có thể dò xét đến phạm vi ngàn dặm phạm vi so bên ngoài dòng giã rút nhỏ vạn lần khoảng cách bất quá so sánh thần thức chỉ có thể dò xét mấy trăm trượng kia mạnh hơn nhiều lắm hắn cũng nhẹ nhõm dò xét đến dạ ưng bọn người ngay tại phía trước tầm bảo trước mắt hắn chỗ địa phương phương viên 30 dặm đều là phế tích hẳn là một tòa thành trì di chỉ. hắn còn dò xét đến bên trái đằng trước mấy trăm dặm địa phương cũng có một thành trì di chỉ. giờ phút này lăng thất kiếm dẫn một đám người ngay tại di chỉ bên trong tìm kiếm để hắn có chút nhất cả chứng chính là, cái này thành trì di chỉ phạm vi bên trong cương phong sẽ ít đi rất nhiều, nhưng vừa ra thành trì di chỉ, cương phong hội nồng đậm gấp 10, hắn muốn tiến lên sẽ rất phiền phức. Vấn đề là, hắn không tiến lên đi làm sao tìm kiếm hỏa xà lam, làm sao tìm được vũ nguy cơ thính vũ. Đi, dừng một chút, hắn quyết định hướng phải phía trước đi, nhìn xem có thể hay không mèo mù phun đến chuột chết, tìm tới hỏa xà lam. Dạ ưng bọn người còn tại phía trước tìm kiếm. Giang giật theo bên phải bôn tẩu ngược lại là không có kinh động bọn hắn. Giang giật tại sắp sông ra thành trì di chỉ lúc, trong tay một cái hạt châu phát sáng lên, tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt quét sạch phương viên vài dặm, tự liền xa xa dạ ưng bọn người cảm thấy, nhưng bọn hắn thần thức có thể dò xét phạm vi cũng rất gần, chờ bọn hắn nghi ngờ dựa đi tới lúc, Giang giật đã biến mất ở phương xa. Ngoá, cái này lôi hỏa tiêu hao thật nhanh, không sai, Giang giật thả ra lôi hỏa thần thuẫn, nếu không coi như hắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể tránh thoát cương phong nồng đậm khu vực, đồng dạng không có cách nào hành tẩu. Hắn một bên bôn tẩu lôi hỏa thần thuẫn một bên không ngừng rung động, không ngừng bị từng đạo cương phong tập kích. Hắn thân thể cũng chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, tựa như một cái tạp kỹ vũ giả, thỉnh thoảng còn mạnh hơn vậy mà ngã nhào xuống đất. Tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn có thể tìm kiếm an toàn nhất đường đi tiến lên, mỗi lần sẽ chỉ làm một hai cái cương phong tập kích, nếu không nếu là có hơn 10 cái cương phong tập kích, hắn lôi hỏa thần thuẫn cũng sẽ chịu không được, trực tiếp bị giết. Không được, không thể dùng lôi hỏa, nếu không lôi hỏa tiêu hao hết, một khi tao ngộ cường địch liền sẽ ngỏm củ tỏi. Đi về phía trước hơn 20 dặm về sau, lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt, hắn cắn răng, quyết định dùng cửu thiên long viêm thay thế lôi hỏa, mặc dù cái này long viêm thần thuẫn sẽ rất dễ dàng bạo liệt, nhưng hắn trên người có huyền thiết giáp, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh, cùng lắm thì phiền toái một chút, thêm ngưng tụ mấy lần long viêm thần thuẫn. Quả nhiên, hắn lợi dụng cửu thiên long viêm ngưng tụ một cái long viêm thần thuẫn, chăm chú là bị công kích bảy tám lần, cái này long viêm thần thuẫn tự bạo liệt, hắn chỉ có thể dừng lại lần nữa ngưng kết một cái long viêm thần thuẫn, tiếp tục tiến lên. Vừa đi vừa nghỉ, tốc độ cũng chậm một chút, hắn bôn tẩu đại nửa ngày, ghé qua hơn 200 dặm đường về sau, hắn dùng huyền thiết trọng kiếm đào một cái hố nhỏ, đem chính mình chôn vào, lúc này mới lại phóng thích thần niệm tiếp tục dò xét. a à phía trước 30 dặm có một tòa thành trì di chỉ giờ phút này còn không người hy vọng bên trong bảo vật không nên bị đào xong. Giang giật dò xét bốn phía tình huống, xác định không có địch nhân về sau, bằng nhanh nhất tốc độ hướng thành trì di chỉ phóng đi. chương 904, gặp lại Doãn Nhược Băng, 30 dặm lộ trình, Giang giật hao tốn nửa canh giờ, long viêm thần thuẫn lực phòng ngựa cùng lôi hỏa thần thuẫn tranh lệch quá xa, Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ. Tinh thần còn cao hơn độ tinh thần, may mắn Long Viêm thần thuẫn bên trong còn có một cái thần thuẫn, lại có huyền thiết chiến giáp, bằng không hắn đoán chừng đã sớm chết rất nhiều lần. Đến thành trì di chỉ về sau, Giang giật trước tiên thần thức quét một vòng, sau đó lại dụng thần niệm dò xét phương viên hơn 10 dặm, xác định không ai sau lúc này mới nhanh chóng tại thành trì di chỉ bên trong tìm tòi. Tìm tòi nửa nén hương thời gian, Giang giật mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng, cái này di chỉ không biết lúc trước bị tìm kiếm qua, vẫn là vừa mới có người tìm kiếm qua, hắn tìm nửa nén hương cái gì đều không tìm được, cho dù là một kiện tổn hại ngụy thần khí đều không có. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tinh tế tìm kiếm, vạn nhất có bỏ sót đâu dù sao cái này thành trì cũng liền phương viên 30 dặm, rất nhanh liền có thể tìm kiếm xong. Cái này thượng cổ chủng tộc là chủng tộc gì xương cốt như thế tráng kiện cùng cứng rắn, bằng vào nhục thể cường giả liền có thể đạt tới thiên quân cảnh A bộ tộc này như thế cường đại, làm sao lại đột nhiên toàn tộc chết đi thành trì cũng thay đổi thành phế tích. Giang giật nhìn thấy toàn thành phế tích dưới vô số hài cốt, nhìn thấy mà giật mình, hắn còn chứng kiến rất nhiều tiểu hài hài cốt, nội tâm một mảnh yên lặng, nhìn xem những này hài cốt có thể tưởng tượng ra thượng cổ thời đại bộ tộc này đột nhiên che diệt diệt thế tràng cảnh. a à, cái này có một cái chìa khóa, tại một cái tòa thành đất đá hạ giang giật thần thức dò xét đến một cái cự đại chìa khóa, kia chìa khóa vết dỉ lúng đúng, phía trên không có bất kỳ cái gì quang hoa lưu truyền, đã đều gì xét, vậy khẳng định cũng không phải bảo vật. Giang giật cũng không để ý, trước kia có người tìm kiếm qua, khẳng định cũng sẽ phát hiện cái này chìa khóa, đoán chừng cũng cảm thấy đây chỉ là mở ra tòa thành đại môn chìa khóa mà thôi, nếu không cũng sẽ không còn sót lại tại. Không đúng, Giang giật vừa mới chuẩn bị rời đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn một tay nhanh chóng hướng phía tích phía dưới chộp tới, xuyên thấu đất đá đem bên trong cái kia vết dỉ lốm đốm thanh đồng chìa khóa lấy ra ngoài. Nhìn kỹ vài lần về sau, hắn cổ thần nguyên trong nhẫn sáng lên, trong tay xuất hiện một cái khác chìa khóa khổng lồ, nhìn cùng hắn nhặt được chìa khóa gần như giống nhau như đúc, chỉ là phía trên dấu răng không giống nhau. Thật đúng là không sai biệt lắm, Giang giật cao mày nhìn qua hai thanh chìa khóa, trong đó một cái là năm đó hắn tại Bạch Long quần đảo Bạch Hổ đảo một cái hắc thị bên trong tốn hao trăm vạn thiên thạch mua, năm đó cái kia bán chìa khóa người cũng đã nói, cái này chìa khóa là tại Đông Hoàng Đại Lục một cái phế tích bên trong lấy được. Hắn mua sau cũng một mực không để ý, không nghĩ tới tại cái này cũng cho tới một cái chìa khóa, xem ra còn không kém bao nhiêu, chất liệu giống nhau như đúc. Cái này chìa khóa đến cùng có làm được cái gì đến cùng là mở ra cái gì bảo khố chìa khóa. Giang giật nhìn mấy lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái chỗ, bất đắc dĩ đem hai thanh chìa khóa đều ném vào trong giới chỉ tiếp tục điều tra. Đáng tiếc đem toàn bộ thành trì di chỉ đều tìm khắp cả, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thần niệm, hắn xếp bằng ở phế tích trong góc, cực lực phóng thích thần niệm dò xét, rất nhanh tại phía bắc 300 dặm bên ngoài lại phát hiện một thành trì di trì. Hắn tại phía đông cũng phát hiện một cái đại bộ đội tải tới trước, phương hướng chính hướng hắn bên này, tốc độ cũng rất chậm, hắn quét thoáng cái phát hiện kia mấy chục người không biết cái nào, cũng không có để ý. Đi, hắn không biết đi cái nào tìm kiếm hỏa xà lam hắn chỉ biết là tìm tới thành trì di chỉ còn có thể tìm kiếm vài thứ, địa phương còn lại đều là một mảnh hoang dã, không có cái gì, chỉ có thể hướng phía bắc thành trì phóng đi, hắn lần này đồng dạng dùng long viêm hộ thuẫn đứng vững, vừa đi vừa nghỉ, mỗi lần hành tẩu trăm dặm hắn hội dừng lại, đào hố lại dùng thần niệm dò xét, như thế sẽ an toàn rất nhiều. 300 dặm đường trình, bình thường nhiều nhất một nén nhang đã đến, lần này hắn đi dòng dã một ngày. Đương nhiên ở giữa hắn dừng lại đào cái hố, nghỉ ngơi nửa canh giờ, cái này dã ngoại cương phong nhiều lắm, tinh thần hắn thời khắc đều kéo căng, cái này khiến hắn rất là mỏi mệt. Bước vào thành trì di chỉ, hắn phát hiện cái này di chỉ so ban đầu hai cái lớn một chút, mà lại cái này di chỉ thế mà không có người dò xét qua. Hắn nhẹ nhõm tại một chút hài cốt trên thân tìm một chút kỳ quái bảo vật, tỉ như một chút bằng da chiến giáp, một chút có phù văn lấp lánh kiếm gỗ, hắn cũng không biết những vật này có tác dụng gì, dù sao trước thu hồi lại nói. Ngụy thần khí, tại một cái tòa thành phế tích phía dưới, đem hắn dò xét đến một cái chiến phủ, bị một cái hài cốt giữ tại trong lòng bàn tay, phía trên lấp lánh khí thức cùng ngụy thần khí giống nhau như đúc cũng coi như có chút thu hoạch. Giang giật gỡ ra đất đá lấy ra màu đen chiến phủ, huy vũ mấy lần rất là hài lòng. Ngụy thần khí hắn không thiếu, bất quá có thể lấy được càng nhiều ngụy thần khí, cũng sẽ có đạt được thông linh trí bảo cơ hội. Cái này ngụy thần khí không thể thông linh, nói không chừng cái tiếp theo liền có thể thông linh đâu. Tiếp tục tìm kiếm, loại này tại phế tích bên trong tìm kiếm bảo vật cảm giác rất phi diệu, giang giật cũng tràn đầy phấn khởi thần thức bốn phía liếc nhìn. Thế nhưng là thần thức chỉ có thể dò xét phương viên mấy trăm trượt, tìm tòi có chút phiền phức, nếu là ở bên ngoài thần thức tùy ý quét qua, thành nội nơi đó có bảo vật liền có thể dò xét đến rõ ràng. Tìm tòi hai nén hương thời gian, Giang giật cũng đem cái này thành chỉ tìm tòi một nửa, hắn lần nữa đạt được rất nhiều kỳ quái bảo vật, những cái kia lóng lánh phủ văn kiếm gỗ giáp ra. Nhưng hắn có thể xác định chính là, những bảo vật này hẳn là cũng không đáng tiền, uy lực cũng không lớn, hắn dùng huyền thiết trọng kiếm đối một kiện giáp ra bổ một nhát, kia giáp ra mặc dù không có hư hao, nhưng cũng lưu lại một đạo vết chày, lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh. Có chút ít còn hơn không, mặc kệ bảo vật gì trước thu thập lại nói, vạn nhất hữu dụng đâu hắn còn cho tới vài cọng dược thảo, cũng không biết là linh dược gì, chỉ có thể sau khi rời khỏi đây lại chứng thực. Hiu hiu hiu, tại giang giật sẽ đem thành trì di chỉ toàn bộ tìm kiếm hoàn tất lúc, phía tây đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy 11 tên nữ tử bay vụt mà đến, giang giật thần thức quét qua, lập tức kinh hãi chuẩn bị thoát đi. Tới là một người quen, Doãn Nhược Băng. Nàng mang theo 10 tên xinh đẹp nữ tử, niên kỳ hẳn là đều tại 27-28 tuổi trở lên, thực lực rất cường đại, có ba người vẫn là thiên quân đỉnh phong, giang giật cũng không dám cùng nàng đối mặt, vạn nhất dẫn phát xung đột đâu. Đừng nhúc nhích, nếu không giết chết bất luận tội, hắn không muốn gây chuyện, doãn ra người lại không dự định buông tha hắn, một đạo băng lãnh giọng nữ mở miệng, mấy đạo sát cơ cũng khóa chặt hắn, trong đó có ba người hóa thành hồng quang hướng hắn đuổi theo, tốc độ nhanh hơn hắn mấy lần, không có cách nào nhân ra là thiên quân đỉnh phong. Giang giật âm thầm kêu khổ, trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, một cái tay khác hỏa long châu lặng yên xuất thủ tâm, tùy thời chuẩn bị phóng thích thần âm thiên kỹ cùng lôi hỏa vòng bảo hộ liều mạng. Hạnh tỷ, không được vô lễ, doãn nhược băng một đôi chân trần nhẹ nhàng điểm một cái, mang theo bảy người như tiên nữ nhẹ nhàng tới, khóe miệng nàng ngậm lấy cười nhạt ý nhìn qua giang giật, dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa, vị công tử này chớ khẩn trương, chúng ta không phải muốn cướp đoạt ngươi đạt được bảo vật, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Giang giật có chút giải sầu, lạnh lùng chắp tay nói, doãn tiểu thư mời nói. Doãn nhược băng uyển chuyển cười một tiếng, hỏi công tử có thể từng gặp một mảnh đều là nham tương hồ hoặc là nói có thể phát hiện địa phương nào đặc biệt nóng. Đều là nham tương hồ đặc biệt nóng. Giang giật tâm thần khẽ động, luyện ngục phế thích bên trong còn có dạng này địa phương hỏa xà lam bên trong có cái chữ hỏa, vua có thể hay không ngay tại cái này nham tương hồ bên trong hắn trầm ngâm một chút, cũng không trả lời Doãn Nhược Băng vấn đề, ngược lại hỏi, Doãn tiểu thư, kia trong hồ phải chăng có linh dược? Làm càn, một tên xinh đẹp nữ tử giận tím mặt, quát lạnh nói, không nên hỏi đừng hỏi, hỏi ngươi cái gì nói cái nấy. Giang giật lạnh lùng quét nàng một chút, nhìn qua Doãn Nhược Băng đùa cợt cười nói, Doãn tiểu thư, nhà các ngươi người như thế ngang ngược. Vị công tử này, thật có lỗi. Doãn Nhược Băng đôi mắt cũng lạnh xuống, quét xinh đẹp nữ tử một cái nói, hạnh tỷ, nếu ngươi còn muốn như thế, cũng đừng đi theo ta. Được xưng làm hạnh tỷ thiên quân đỉnh phong thoáng cái cuống lên, vội vàng chắp tay cúi người nói, tiểu thư bất giận, ta không dám. Doãn nhược băng lúc này mới khẽ vuốt cằm, nhìn qua giang giật nói, không dối gạt công tử, trong hồ hoàn toàn chính xác có rất nhiều linh dược, rất nhiều linh dược bên ngoài còn không có, dị thường chân quý. Tỷ như địa tinh sen, thiên trùng thảo, hỏa xà lam. Giống như công tử nguyện ý nói cho chúng ta biết hồ địa điểm, ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao quả nhiên có hỏa xà lam giang giật đôi mắt sáng lên hắn cúi đầu xuống trầm ngâm thật lâu cuối cùng ngẩng đầu lên nói doãn tiểu thư ta không biết kia hồ ở phương nào bất quá chúng ta có thể hợp tác ta có thể mang người tìm tới cái kia hồ chương 905, hương nữ tộc doãn nhược băng tại giang giật trong lòng ấn tượng một mực cũng không tệ lắm năm đó ở phi mã đại lục xa thổ thành hắn sẽ ngủ ở doãn nhược băng phụ cận viện tử hắn lợi dụng thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét nàng luyện công việc này còn bị doãn nhược băng biết rõ nhưng nàng cũng không có phái người đánh giết Giang Giật, đủ để chứng minh vị tiểu thư này tâm địa thiện lương, như là bình thường siêu cấp gia tộc tiểu thư, đã sớm giết tới cửa. Lúc đó vị này doãn nhược băng tiểu thư, chân trần trong sân nhảy múa, kết quả trong sân bách hoa vậy mà nở rộ, cái kia hình tượng giờ phút này còn in dấu thật sâu khắc ở Giang Giật trong đầu, hắn thấy một cái có thể làm cho trăm hoa đua nở nữ tử, tâm địa chắc là sẽ không quá xấu. Vừa rồi Giang Giật đường đột muốn hỏi, doãn nhược băng cũng không có nửa điểm trách cứ trị ý, ngược lại lần đầu tiên trả lời nghi vấn của hắn, cũng khiển trách doãn ra hạ nhân, cái này khiến Giang giật đối nàng hảo cảm tăng nhiều, cũng nghĩ hợp tác với nàng một cái. Hợp tác mục đích tự nhiên ở chỗ hỏa xà lam, hắn có được thần niệm vô thuật, có thể dò xét ngàn dặm phạm vi tình huống, cũng càng dễ dàng tìm tới cái kia hồ, doãn nhược băng mang theo 10 tên cường giả, đi theo các nàng hội an toàn hơn, đã tất cả mọi người đang tìm hồ, vậy không bằng hợp tác một chút. Doãn nhược băng đến đều không có nhận ra hắn, hắn cũng hoàn toàn yên tâm, hắn cùng doãn nhược băng chỉ là gặp qua mấy lần nàng đều không nghi ngờ về sau khẳng định cũng sẽ không hoài nghi suy nghe được giang giật muốn hợp tác hạnh tỷ đùa cợt cười một tiếng vừa định mỉa mai hai câu doãn nhược băng nhìn lướt qua tới nàng lập tức ngậm miệng doãn nhược băng lúc này mới nhìn qua giang giật nói vị công tử này người muốn làm sao hợp tác ngươi làm sao cam đoan có thể tìm tới cái kia hồ thần niệm vô thuật ngoại nhân cũng không biết rõ giang giật cũng yên tâm nói ra rất đơn giản thần trí của ta rất cường đại có thể dò xét ngàn dặm phạm vi, dạng này tìm tới cái kia hồ khả năng cao hơn một chút a. Ngàn dặm ngươi xác định, doãn nhược băng giật mình, bên cạnh hạnh tỷ bọn người lại đều lộ ra thái độ hoài nghi, hạnh tỷ thực lực thiên quân đỉnh phong, mặc dù là cảm ngộ trung giai đạo văn tăng lên, chiến lực cũng không sao, nhưng xuất thân cửu đế gia tộc linh hồn cường độ không cần phải nói, nàng có thể chỉ có thể dò xét khoảng hơn 10 dặm phạm vi. Giang giật nhún vai, không có vấn đề nói, tin hay không tùy ngươi. Doãn nhược băng trầm mặc, cúi đầu xuống suy nghĩ, bên cạnh hạnh tỷ lại là tính nôn nóng, chờ một hồi không nhịn được mở miệng nói, ngươi cũng nên chứng minh thoáng cái, nếu không chúng ta làm sao tin tưởng ngươi không bằng ngươi dò xét thoáng cái phía sau chúng ta có ai. Doãn nhược băng không có mở miệng, hiển nhiên ngầm cho phép hạnh tỷ vấn đề, giang giật ánh mắt khóa chặt doãn nhược băng nói, các ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta. Điểm ấy ta có thể bảo chứng. Doãn nhược băng gật đầu nói, ta dùng doãn ra con em thân phận phát thệ, tuyệt đối cam đoan công tử an toàn, ta tin tưởng ngươi, nhìn qua doãn nhược băng cặp kia xinh đẹp con mắt, giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thả ra thần niệm vu thuật, chỉ là một lát tựu mở mắt ra nói, các ngươi đằng sau hơn 10 dặm có một đội võ giả, ân. Tựa như là lúc ra người, ách, doãn nhược băng đám người trên mặt đều là kinh ngạc, lập tức đôi mắt đồng thời phát sáng lên, doãn nhược băng cũng sảng khoái mở miệng nói, công tử thần hồ kỳ kỹ, ngươi cần gì, cứ mở miệng. Giang giật trong lòng sớm có phương án suy tính, nói ra ta muốn một gốc địa tinh sen cùng hỏa xà lam, còn có các người phải bảo đảm ta tuyệt đối an toàn tìm tới cái này hồ đạt được linh dược về sau ta nếu muốn đi các người không thể ngăn cản cũng không thể truy sát ta trên đường tầm bảo lúc ta được đến bảo vật các ngươi cũng không thể cướp đoạt doãn nhược băng cười nhạt một cái nói thành giao doãn ra người tuyệt đối sẽ không lật lọng mời công tử yên tâm như băng tại đại lục danh dự còn có thể kia là tự nhiên giang giật nhẹ gật đầu lườm hạnh tỉ bọn người một chút lạnh lùng mở miệng nói còn có các ngươi người không được thông đồng bản công tử, bản công tử không thích nữ nhân. Phi, hạnh tỷ bọn người toàn bộ khẽ gắt một cái, trên thân đều là nổi da gà, doãn nhược băng cũng khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, bên tai đều đỏ. Hắc hắc, cái này thành trì di chỉ đã tìm kiếm hoàn tất, giang giật nhếch miệng cười một tiếng ngồi xếp bằng lần nữa phóng thích thần niệm dò xét một trận, đại thù một sáng chói nói, đi thôi, tây bắc biên 500 dặm ngoài có cái thành trì rất lớn, hy vọng không có bị người tìm kiếm qua. Tốt, Doãn nhược băng sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, khẽ kêu một tiếng nói, đi, hạnh tỷ mở đường. Hạnh tỷ thân thể lóe lên hướng phương bắc phóng đi, những người còn lại thì đem giang giật cùng doãn nhược băng vây vào giữa, doãn nhược băng thế mà không sợ giang giật ám sát hắn, tụ đứng ở bên cạnh hắn nói ra công tử mời theo như băng cùng một chỗ tiến lên. Ông, phía trước hạnh tỷ trên thân hoàng quang lóe lên, thần thuẫn vậy mà chậm rãi biến thành màu vàng đất, mà lại không ngừng bành trướng, tự tựa như kén tầm từng tầng từng tầng đưa nàng bọc vào, nàng thân thể hóa thành hồng quang xông ra phế tích bên ngoài, tại phía trước nhanh chóng du tẩu. Ong ong ong, nàng màu vàng đất thần thuẫn không ngừng lấp lánh, hiển nhiên là khiên động phía trước cương phong. Nhưng để giang giật kinh ngạc là, nàng thần thuẫn quang mang chỉ là có chút tối sầm lại lại không có nửa điểm sự tình, nàng điên cuồng tại phía trước du tẩu, đem phía trước cương phong toàn bộ đều dẫn dắt, thanh ra một đầu đại lộ để trước mọi người đi. Chín tên nữ tử thần thuẫn mở ra, hộ vệ tại doãn nhược băng cùng giang giật bên người, coi như phía trước có cương phong không có bị dẫn dắt cũng sẽ bị chín người ngăn trở, sẽ không công kích doãn nhược băng cùng giang giật. Đây là thổ hệ đạo văn mấy sao giang giật nhìn qua phía trước hạnh tỷ, tò mò hỏi, cái này thần thuẫn lực phòng ngự quá mạnh, đoán chừng hắn lôi đình chi nộ cũng oanh bất phá a ha. ha ha, đây không phải đạo văn, mà là một kiện bảo vật mà thôi. Doãn nhược băng nhàn nhạt giải thích đến, hạnh tỷ cũng không có cảm mộ rất cường đại đạo văn, món bảo vật này là thông linh trí bảo, có thể ra chỉ tại thần thuẫn bên trong, sở dĩ lực phòng ngự tương đối cường đại. Thì ra là thế, Giang giật âm thầm vật đầu, cái này hạnh tỷ niên kỷ không đến 30, giống như có thể cảm ngộ cường đại đạo văn, kia đoán chừng đã sớm danh chấn thiên hạ, cũng không trở thành lưu lạc làm doãn nhược băng hộ vệ. Giang giật một bên bôn tẩu, một bên lại hiếu kỳ hỏi, doãn tiểu thư, cái này luyện ngục phế tích không phải sau khi rời khỏi đây không có nửa điểm ký ức sao vì sao các ngươi sẽ biết trong này có cái hồ, trong hồ có rất nhiều linh dược. Ây. Bên cạnh chín tên hộ vệ đều trợn trắng mắt, Doãn Nhược Băng cũng cười khổ nói, công tử, sau khi rời khỏi đây mặc dù không có ký ức, nhưng... Có đồ vật dùng dùng bút ký xuống đây đi Doãn ra những năm này cũng không ít người đi vào, tự nhiên lưu lại một chút tình báo. Giang giật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, tại hạ ngu dốt nhất thời không nghĩ tới, để đại gia chê cười. Phốc phốc, Doãn nhược băng cười khúc khích, lập tức có chút hiếu kỳ mà hỏi, công tử họ gì nhà ở phương nào. Giang giật nhìn Doãn Nhược Băng một chút, thấy được nàng cũng không có ý đồ đặc biệt, chỉ là đơn thuần hỏi một chút, hắn thuận miệng nói ra, tại hạ họ Bạch, gọi Bạch Y, gia tộc tại Thiên Khải Vực, là cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc. Bạch Y, Doãn Nhược Băng có chút trầm ngâm một chút, những người còn lại cũng không có quá để ý, bởi vì họ Bạch tại các nàng trong ấn tượng cũng không có đại gia tộc. Vù vù, bình tĩnh hành tẩu tại sau nửa canh giờ bị đánh gãy, phía trước đột nhiên truyền đến từng đạo bén nhọn tiếng xé gió. Để hành tỷ dừng lại bước chân, đầy mắt khẩn trương, còn lại 9 người trước tiên lấy ra riêng phần mình binh khí, doãn nhược băng trong tay một cái màu trắng xinh đẹp cung tiến xuất hiện, trên thân cũng nguyên lực vận chuyển, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. a à, Giang giật tại doãn nhược băng vận chuyển nguyên lực lúc, đột nhiên phát hiện trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm phóng thích mà ra, thấm người tim phổi, loại kia mùi thơm để hắn để nghe đều say, cả người dị thường dễ chịu tựa hồ trong ngày mùa đông ngâm mình ở trong ôn thuyền mà lại linh hồn giống như cũng chậm rãi tại tăng trưởng Hương nữ tộc, Giang giật đôi mắt sáng lên, trong đầu hiển hiện doãn nhược băng tại xa thổ thành trong sân nhảy múa, trăm hoa đua nở tràng cảnh, lại nghe trên người nàng mùi thơm, đột nhiên có một loại minh ngộ, cái này doãn nhược băng hẳn là thập đại thần lô bên trong xếp hạng đệ nhị hương nữ tộc. chương 906, đây là kế, hương nữ tộc, thập đại thần lô xếp hạng thứ hai, bộ tộc này trời sinh dị hương, đồng dạng cũng là tốt nhất đỉnh lô, đạt được các nàng sử tử nguyên âm, hẳn là có thể theo thiên quân nhất trọng đến thiên quân tam trọng, Bộ tộc này song tu vô hiệu, nhưng hàng năm nghe trên người các nàng mùi thơm cơ thể linh hồn có thể không ngừng tăng cường, tăng trưởng tốc độ nghe nói cũng là rất kinh người. Đây là thân là điệp nữ tộc Hồ Đan Ni nói, hắn nói đại lục người người đều biết, nghĩ vậy mà sẽ không gạt người. Giang giật chính mình cũng tự mình cảm thụ điệp nữ tộc kỳ diệu, vậy vẫn là xếp hạng thứ năm. Giờ phút này Doãn Nhược Băng mở ra thần thuẫn, tại nguyên lực vận chuyển phía dưới, còn có dị hương truyền ra, vậy khẳng định sẽ không sai hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn tại có chút tăng trưởng tốc độ mặc dù chậm nhưng đây là doãn nhược băng ẩn tàng trên thân dị hương tình huống dưới hương nữ tộc sang giật trái tim nhỏ thình thịt tâm động đây chính là ước vạn nam nhân tha thiết ước mơ bạn nữ có nữ tử này ở bên người linh hồn có thể tự động tăng trưởng cái này quá thần kỳ nàng là cửu đế gia tộc sang giật cẩn thận vạn kiếp bất phục sang giật rất nhanh linh hồn chấn động tỉnh táo lại đối với cửu đế gia tộc tới nói hắn tuyệt đối là tất phải giết người như hắn còn dám có ý niệm, đem rất có thể bại lộ thân phận. Đến lúc đó trực tiếp bị Doãn Nhược Băng bọn người chém giết. Hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, thần thức nhô ra muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tới gần, gây nên Doãn Nhược Băng các nàng khẩn trương như vậy. A, à, Doãn Nhược Băng Dư Quang nhìn thấy Giang Giật ánh mắt khôi phục thanh minh, bên cạnh chín tên nữ tử cũng đã nhận ra, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Giang Giật người thấy mùi thơm, vừa rồi thân thể đều rung động, đôi mắt tỏa sáng hẳn là đoán được doãn nhược băng đặc thù linh thể, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy tự khôi phục lạnh nhạt, chẳng lẽ lại hắn thật thích nam nhân có đồng tính chi đam mê. Doãn nhược băng đích thật là hương nữ tộc, điểm này kỳ thật tại đại gia tộc tử đệ bên trong cũng không phải là bí văn, đương nhiên ngoại giới cũng không có truyền ra. Doãn nhược băng bình thường cũng che giấu rất khá, người bình thường căn bản người không thấy trong cơ thể nàng dị hương. Đây là cái gì gia tộc người vì sao doãn nhược băng bọn người khẩn trương như vậy? Giang giật không để ý đến ánh mắt của mấy người, thần thức dò xét đến phía trước bay tới hơn 30 người, thực lực đều rất cường đại, thiên quân đỉnh phong ít nhất có 7-8 người, đối phương rõ ràng nhô ra đến bên này người, khí thế hung hăng chạy về phía này. Cầu gia của ngươi dám cùng nhà các ngươi là địch lai lịch không nhỏ A à Giang giật hiếu kỳ thấp giọng dò hỏi. Doãn nhược băng dừng một chút, giải thích nói, đây là thượng cổ thế gia tử gia người, đối diện tới tên điên gọi tử phong thiên, tử gia cùng chúng ta ra có mấy ngàn năm ân oán, đợi lát nữa người cẩn thận chút, như tình huống không đúng lập tức rút lui, tử phong thiên không dám giết ta, nhưng... Câu nói kế tiếp doãn nhược băng không nói, giang giật cũng đã hiểu, hắn âm thầm đề phòng đồng thời rất là hiếu kỳ, cái này đại lục thế mà còn có như thế cường đại thượng cổ thế gia, dám cùng cửu đế gia tộc là địch. Hiu hiu hiu, người phía trước rất nhanh lao đến, 33 người, đồng phục nam tử, dáng người khôi ngô như chiến tượng, một tên người mặc áo bảo màu vàng cẩm y thanh niên làm cho người ta chú ý nhất. Bởi vì hắn đôi mắt lại là ám kim sắc, hai đầu lông mày đặc biệt đặc thô, tướng mạo cũng rất hung ác, sợ là bình thường hài tử nhìn thấy hắn đều sẽ bị hù đến. Hắc hắc, doãn ra tiểu nương môn, chúng ta lại gặp mặt. Thanh niên ám kim sắc ánh mắt nhìn chằm chằm doãn nhược băng thân thể mềm mại trên dưới liếc nhìn vài lần, lạnh giọng nói ra, lần trước ngươi ỉ vào nhiều người, đem bản công tử đánh cho hai chân đứt gãy, lần này rất không khéo, bản công tử mang người tương đối nhiều, Ngươi nói ta là đem ngươi hai chân cắt ngang, vẫn là đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tốt đâu. Doãn nhược băng mặt không đổi sắc, cười nhạt một cái nói từ phong thiên, xem ra lần trước giáo huấn cũng không để cho ngươi trưởng trí như A, à, lần này là không phải để ngươi hai tay hai chân đều đoạn mất, ngươi mới có thể học ngoan A. À. Tử phong thiên sắc mặt dần dần lạnh xuống, quát khẽ nói, bất nói nhiều lời, có thù không báo không phải là quân tử, động thủ. Hiu hiu hiu, tử phong thiên nhất hạ mệnh lệnh, hơn 30 người đồng thời binh khí trong tay đồng thời phát sáng lên, riêng phần mình khóa chặt một người liền muốn công kích, doãn nhược băng cũng một tiếng khẽ kêu nói công kích. Đó là cái tên điên, bạch y công tử, người mau bỏ đi. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, giang giật thầm mắng, thân thể lại trước tiên hướng về sau mặt thối lui. Thần thức nhanh chóng hướng phía trước tìm kiếm, hắn cũng không có dò xét mọi người công kích, mà là cảm ứng bọn hắn lúc công kích dẫn dắt thiên địa chi lực cũng chính là bọn hắn thế, từ đó phán đoán là cái gì cấp bậc cường giả. Do xét kết quả có chút để hắn giải sầu, đối phương mặc dù có 8 cái thiên quân đỉnh phong, nhưng những này thiên quân đỉnh phong hẳn là đều chỉ là cảm ngộ trung giai hoặc là hạ giai đạo văn, dựa vào đạo văn số lượng tăng lên, chân thực chiến lực cũng không mạnh, đều không có một cái nào tam tinh cường giả. Ngược lại tử phong thiên hẳn là cảm ngộ thượng giai đạo văn, lúc công kích dẫn dắt thế đạt đến một dặm, là tam tinh cường giả. Trái lại doãn ra bên này cũng kém không nhiều, ra doãn nhược băng bên ngoài, không có một cái nào là tam tinh cường giả, doãn nhược băng trong tay rõ ràng công bắn ra bảy, 8 cái kinh khủng quang tiến, uy lực rất hung tàn, khiên động thế đạt đến chừng một dặm. Giang giật cũng là tam tinh cường giả, giống như hắn phóng thích thần âm thiên kỹ cùng lôi đình chi nộ, phối hợp doãn nhược băng công kích, nhẹ nhóm có thể áp chế đối phương. Vấn đề là lôi đình chi nộ hắn tại cái này kỳ dị trong không gian phóng thích không được, coi như có thể phóng thích hắn cũng không dám phóng thích, vậy sẽ lập tức bại lộ thân phận, ngược lại sẽ nguy hiểm hơn. Thần âm thiên kỹ hắn cũng không dám phóng thích, sở dĩ hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, hắn bên ngoài cơ thể còn không dám phóng thích long viêm thần thuẫn, không đến hẳn phải chết một khắc này, hắn tuyệt đối không dám bại lộ thân phận. Dầm dầm dầm, hai bên công kích đều có chút tận lực áp chế, dù sao kẻ bên này đều là cương phong, một cái không tốt hai bên đều sẽ toàn quân bị diệt. Mà lại doãn nhược băng cùng tử phong thiên hai người thân phận tôn quý, coi như cho đối phương giết, cũng không dám hạ độc thủ mặc dù như thế chiến đấu vẫn là rất khốc liệt có mấy cái tử gia võ giả bị doãn nhược băng bắn ra rõ ràng tiễn đánh bay ra ngoài thần thuẫn không có phá nhưng cũng dọa đến gần chết bởi vì bị nện vào cương phong nồng đậm khu vực bọn hắn ở bên kia trên mặt đất nằm sấp cũng không dám động bên kia cương phong nhiều lắm bọn hắn khẽ động rất có thể khiên động cương phong doãn nhược băng bên này cũng có ba người bị đánh bay ra ngoài một người thần thuẫn còn tan vỡ may mắn hạnh tỷ dù cho tiến lên dẫn dắt cương phong nếu không người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hạnh tỷ lực phòng ngừa quá biến thái, nàng cũng không công kích, tự vây quanh doãn ra người đi dạo, tựa như một cái di động tấm chắn, chặn đại bộ phận cường đại hỏa lực. Hưu, Giang giật lui rất nhanh, nhưng vẫn là bị một người khóa chặt, một cái đại thủ trưởng đập đi qua, mạnh mẽ đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn nguyên lực cảnh giới chỉ có thiên quân tam trọng, thần thuẫn tự nhiên rất yếu, sở dĩ một trường tự bị đập nát, hắn thân thể cũng trùng điệp bị đụng bay ra ngoài, nếu không phải có ngụy thần khí huyền thiết giáp, đoán chừng giờ phút này không chết thì cũng trọng thương. Ngụy thần khí, công kích hắn tử ra trong mắt cường giả sáng lên, thân thể hóa thành hồng quang hướng hắn bay tới, lần nữa ngưng tụ một cái đại thủ trường, đối hắn đột nhiên vỗ xuống. Ừ, Giang giật phát hiện một cái tình huống, hạnh tỷ rõ ràng rời đi hắn không xa, nhưng lại cũng không định cứu hắn, tựa hồ cái này hạnh tỷ đối với hắn giác quan rất kém cỏi, chuẩn bị trơ mắt nhìn xem hắn chết. Hắn nhìn qua gào thét mà xuống đại thủ trưởng, nội tâm khe khẽ thở dài, trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, chuẩn bị phóng thích thần âm thiên kỹ đào tẩu, công kích hắn là thượng giai thiên quân, một trưởng này uy lực 10 phần, huyền thiết giáp việt đối gánh không được. Không đúng, đây là kế, Giang giật Nguyễn kiếm trong tay cua múa, liền muốn phóng thích thần âm thiên kỹ lúc, hắn dư quang nhìn thấy doãn nhược băng nhàn nhạt, nhạt hướng hắn xem ra một chút. Linh hồn hắn lập tức chấn động, mềm kiếm nhất run không có phóng thích thần âm thiên kỹ, mà là bắn ra từng đạo nguyên lực công kích, đồng thời nhắm mắt chuẩn bị chờ chết chương 907, phong tuyệt cốc, suy suy, dài đến 4 năm trưởng đại thủ trưởng từ trên cao phía trên nghiền ép mà xuống, không trung tầng tầng chấn động, giang giật bắn ra mấy đạo nguyên lực công kích, như bay Nga dập lửa, nhẹ nhõm bị cái này đại thủ trưởng đánh sơ xác, kia đại thủ trưởng mang theo không thể bế nghĩa khí tức hung hăng nện xuống, liền phải đem giang giật thẻ thành thịt nát. Xa xa doãn nhược băng tại thời khắc này động, trong tay nàng màu trắng trường cung biến mất, thay vào đó là một thanh màu đỏ tiểu cung, cái này cung so rõ ràng cung nhỏ một chút lần nhưng khí tức rất là dọa người nguyên lực rót vào phía trên lập tức có phủ văn lấp lánh tay nàng nhẹ nhàng khẽ động một cái màu đỏ mũi tên nhỏ phá không mà đi bắn chúng sẽ hướng sang giật nện xuống đại thủ trưởng không có bạo tạc không có bất kỳ cái gì ba động kia đại thủ trưởng bị màu đỏ mũi tên nhỏ nhẹ nhóm đánh sơ xác mà kia màu đỏ mũi tên nhỏ trên không trung dạo qua một vòng lại hướng tử phong thiên bắn nhanh mà đi xả thần cung mau bỏ đi tử phong thiên biến sắc trong tay xuất hiện một cái đại thuẫn bài, đột nhiên hướng phía trước ném mạnh mà đi, lập tức thân thể như hồng ánh sáng hướng nơi xa chạy như điên, còn lại tử ra bọn hộ vệ cũng thất kinh đào tẩu. ầm um, to lớn tấm chắn rõ ràng là ngụy thần khí, lại bị màu đỏ mũi tên nhỏ nhẹ nhàng một kích, trực tiếp đập bay ra ngoài ngàn trượng xa, kia mũi tên nhỏ tiếp tục phá không mà đi, hung hăng đâm vào xa xa một tòa núi nhỏ bên trên. Oanh, sơn băng địa liệt, đất dung núi chuyển, tiếng nổ vang vọng phương viên trăm dặm cũng chấn động đến giang giật màng nghĩ phát vang trên mặt hắn đều là sống sót sau tai nạn hoảng sợ nội tâm lại cười lạnh liên tục cái này rõ ràng là vừa ra trò hay mục đích đúng là hắn doãn nhược băng thông linh trí bảo ngay từ đầu không có lấy ra tại hắn sẽ chết đi lúc mới lấy ra hạnh tỷ vừa rồi cũng không cứu được hắn mục đích chỉ có một cái muốn thử xem hắn chân thực chiến lực hoặc là nói bước ra hắn nguyên hình thậm chí giang giật cũng hoài nghi cái này tử phong thiên đến cùng phải hay không cùng doãn nhược băng có thù coi như thượng cổ thế ra con em thật dám động doãn ra người hay là tử phong thiên liền là doãn nhược băng người cố ý đến diễn tuồng này còn có doãn nhược băng vừa rồi đột nhiên tiêu tán ra dị hương có phải là cố ý hay không mục đích cũng là thăm dò phản ứng của hắn khó khăn đạo hương nữ tộc đặc thù linh thể có thể cảm ứng được một vài thứ Giang giật trong đầu phi tốc chuyển động y thiền đều có thể có chút hoài nghi doãn nhược băng làm đặc thù linh thể có cảm ứng cũng là bình thường bất quá có thể kết luận chính là doãn nhược băng chỉ là hoài nghi cũng không xác định nếu không cũng sẽ không có vừa rồi một màn này trò vui nữ tử này rất thông minh giang giật đối với doãn nhược băng coi trọng vài lần ngược lại là cũng không có ghi hận nàng dù sao đứng tại lập trường của nàng dạng này thăm dò thoáng cái không gì đáng trách dù sao giang giật là một người xa lạ còn có một loại kỳ quái thần thông giống như tử phong thiên thật là nàng người lần này bố cục ngược lại là rất cao siêu vừa rồi hắn kém chút tự thả ra thần âm thiên kỹ bại lộ thân phận. Hô hô, hắn tương kế tiểu kế, đứng lên miệng lớn thở ra, một bộ hoảng sợ không thôi dáng vẻ, cho Doãn Nhược Băng hướng hắn đi tới về sau, hắn vội vàng chắp tay cảm giác nói, đa tạ Doãn tiểu thư cứu giúp, Bạch Y cảm động đến rơi nước mắt. Doãn Nhược Băng đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ thất vọng, nhàn nhạt mở miệng nói, là như băng liên lụy công tử mới là, đi thôi, Tử Phong Thiên hẳn là sẽ không tìm đến phiền toái. Doãn ra người có hai người bị thương nhẹ, cũng không có trở ngại, mọi người thu thập một chút tiếp tục lên đường, Giang giật có chút nơm nớp lo sợ đi theo doãn nhược băng sau lưng, phát hiện nàng trở nên lãnh đạm một chút. Hắn cũng âm thầm may mắn, trước đó doãn nhược băng đối với hắn khách khí như thế, hắn thế mà không có nhìn ra nửa điểm vấn đề, doãn ra tiểu thư sẽ đối với người khách khí như thế cái này rõ ràng có quỷ A. Hạnh tỷ vẫn tại phía trước mở đường, mọi người đi theo, Giang giật một đường không ngừng phóng thích thần niệm dò xét, cũng trầm mặc rất nhiều, mọi người tại hắn dò xét hạ rất mau tìm đến một thành trì di chỉ, đáng tiếc cái này di chỉ bị người tìm kiếm qua, bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật. Doãn tiểu thư, ta có một chuyện không rõ. Sắp tìm kiếm xong, Giang giật không chịu nổi nội tâm nghi hoặc hỏi, cái này luyện ngục phế tích bên trong địa hình, có phải hay không thỉnh thoảng hội biến ảo. Luyện ngục phế tích sau khi rời khỏi đây không có ký ức, nhưng đi ra người hoàn toàn có thể dùng giấy bút đem bên trong địa đồ vẽ ra đến, hậu nhân trở ra cũng có thể lần theo địa đồ tầm bảo, mà lại những này thành trì phế tích cũng rất kỳ quái, ngoại vi phế tích có bảo vật trong lúc này rộng phế tích thế mà sớm đã bị người tìm kiếm xong doãn nhược băng lạnh nhạt gật đầu nói người đoán không lầm địa hình nơi này hoàn toàn chính xác không ngừng đang thay đổi đương nhiên cái kia hồ còn có một số kỳ lạ địa hình vĩnh viễn không đổi biến nhưng người nào cũng không biết xảy ra phế tích vị trí nào cái này cần chúng ta đi tìm duy nhất không biến là phế tích trung tâm một thần miếu kia là duy nhất còn chưa bị hủy đi kiến trúc đương nhiên chúng ta vào không được Thần miếu giang giật hiếu kỳ hỏi, vì sao vào không được? Ha ha, Doãn Nhược Băng cười nói, ở trong đó cương phong là phía ngoài gấp trăm lần, coi như hạnh tỷ đều chịu không được, mà lại bên trong có rất nhiều kinh khủng cấm chế, vào đi tử vong khả năng cũng đạt tới tám thành. Chúng ta Doãn ra trong lịch sử vào thần miếu có thể còn sống ra, không cao hơn 10 cái, 10 người này vẫn chỉ là tại thần miếu bên ngoài bồi hồi. A à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, hắn cũng không hứng thú đi vào kia cái gì thần miếu. Bên trong khủng bố như vậy, hắn đi vào chỉ có một con đường chết, hắn cầm tới hỏa xà lam về sau, như không có, có cơ hội cầm xuống vũ nghịch cơ thính vũ, hắn sẽ trực tiếp tìm địa phương ẩn núp, chờ đợi một tháng sau truyền tống ra ngoài. Tiếp tục tiến lên lần này giang giật rất cẩn thận, mặc kệ tử phong thiên có phải hay không doãn nhược băng người, hắn cũng sẽ không cho doãn nhược băng thử cơ hội, mỗi lần đều là xa nhất khoảng cách dò xét, mà lại nửa ngày tự dò xét một lần, cho dù có người muốn tới gần cũng khó khăn. Năm ngày thời gian, Giang giật bọn người tìm được 4 năm cái thành trì di chỉ, đồng phục bị người dò xét qua. Cái này mấy ngày ngược lại là gặp một chút người quen, tỉ như lăng thất kiếm, đồ long bọn người, Giang giật mặc dù rất muốn làm đi đồ long, nhưng lôi đình chi nộ không có cách nào phóng thích, hắn cũng liền để mọi người thật sớm tránh đi. A à, phía trước hai bên đều là núi cao ở giữa có một tòa hạp gốc. Ngày thứ sáu Giang giật thông lệ dò xét, đột nhiên phát hiện một cái kỳ dị địa hình. Luyện ngục phế tích bên trong cũng không có quá nhiều núi cao, như loại này cao tới trăm trượng sơn phong vô cùng ít thấy cái này hai ngọn núi cũng rất lớn muốn đi vòng qua đoán chừng phải hai ba ngày còn trực tiếp từ trên núi mặt bò qua đi kia đừng nói giang giật coi như hạnh tỷ cũng không dám càng cao địa phương cương phong càng mạnh do xét mấy lần giang giật mở to mắt đem tình huống nói một lần lập tức có chút lo lắng nói ra kia hẻm núi rất tĩnh mịch ta đoán chừng bên trong khẳng định có nguy hiểm nếu không chúng ta đi vòng qua a phong tuyệt cốc Doãn nhược băng cùng hạnh tỷ bọn người con mắt đều phát sáng lên, hạnh tỷ vung tay lên nói, đi mau, chứa để cho người nhanh chân đến trước, phong tuyệt cốc bên trong thế nhưng là có linh lung thần tàm. Linh lung thần tàm giang giật nhướng mày, ánh mắt nhìn qua hướng doãn nhược băng. Vừa đi vừa nói đi, doãn nhược băng vung tay lên, để mọi người bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, một đường giải thích đến, luyện ngục phế thích bên trong có rất nhiều thần kỳ địa hình, cái này phong tuyệt cốc còn có cái kia nham tương hồ liền là trong đó hai cái phong tuyệt cốc theo gia tộc người ghi chép, bên trong có một loại thần tàm, thần tàm không nôn tơ tằm, nhưng hội phun ra một loại tằm tương. Cái này tằm tương là linh hồn trí bảo, nó sẽ không để cho linh hồn tăng trưởng nhưng sẽ để cho linh hồn thăng hoa, đối với hiểu được công kích linh hồn võ giả, kia là vô giới chi bảo. Tầm tương để linh hồn thăng hoa, giang giật lông mày nhíu lại, thứ này không phải cùng điệp nữ tộc điệp chi tuyển giống nhau sao hắn có 12 thanh hồn kiếm liền được thăng hoa, tốc độ nhanh gấp đôi, uy lực khẳng định cũng tăng lên không ít. Nếu là có thể làm ta tầm tương cũng không tệ, liền là không biết doãn nhược băng đạt được tầm tương, có thể hay không phân hắn một chút. chương 908, Linh Lung Thần Tàm, phong tuyệt cốc khoảng cách cái này có 800 dặm, hạnh tỷ mặc dù không thèm đếm xỉa, đoạt mệnh lao nhanh, đem bốn phía cương phong toàn bộ dẫn dắt, nhưng dùng mọi người tốc độ chạy tới, cũng hao tốn một ngày rưỡi thời gian. Bạch y công tử, người dò xét thoáng cái, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ tụ vào phong tuyệt cốc. Rời đi sơn cốc 10 dặm một cái sơn cốc nhỏ bên trong, doãn nhược băng hạ lệnh nghỉ ngơi, giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm dò xét, chỉ là nửa nén hương hắn tự mở mắt, ánh mắt nhìn về phía phía tây nói ra, bên kia tới một người, y thiền tiểu thư, khoảng cách miệng hang không đến 30 dặm. Thiền tỷ tỷ cũng tới, doãn nhược băng ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, các nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, vốn định đoạt cái trước, không nghĩ tới vẫn là gặp người quen, bất quá còn may là cùng nàng quan hệ không tệ y thiền nếu là tà phi bọn người, tình huống hội càng hỏng bét. Doãn nhược băng dừng một chút mở miệng nói, bạch y công tử, người tiếp tục dò xét, hạnh tỷ đi mời thiền tỷ tỷ tới. Ừm, Giang giật đã sớm biết là kết quả này, cũng càng thêm nhức cả trứng, y thiền không biết có phải hay không là đặc thù linh thể, vẫn là có kỳ dị thần thông, tại phê tích bên ngoài lại đối với hắn thân phận có chút hoài nghi, còn tốt chỉ là có một tia hoài nghi mà thôi, nếu không phiền phức tụ lớn. Hắn tiếp tục dò xét, phủ cận cũng không có quá nhiều người, chỉ phát hiện một tiểu đội vẫn là hướng mặt khác phương hướng đi đến hắn thần niệm dò xét một trận trong hạp cốc ngoại trừ phát hiện bên trong phong đặc biệt lớn bên ngoài cũng không có bất kỳ phát hiện nào còn như doãn nhược băng nói linh lung thần tàm hắn càng là không thấy được một đầu đương nhiên hắn đây là chưa đi đến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái nếu không nhất định có thể dò xét đến rõ ràng hơn thiên nhân hợp nhất trạng thái năm đó doãn nhược băng có thể khám phá giờ phút này hắn tự nhiên không dám nhận lấy mặt nàng tiến vào cái này trạng thái trên đời này cảm mộ người không nhiều, hắn tuổi tác càng ít, một phóng thích tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Y thiền rất mau tới, một người một đao, vẫn như cũ là một bộ váy tím, một tấm yêu diếm quỷ vương mặt nạ. Nàng không biết là đối với thực lực mình rất tự tin, vẫn là căn bản không sợ có người giết nàng, một tên hộ vệ đều không mang. Thiền tỷ tỷ, doãn nhược băng thật xa tựu nghênh đón, y thiền băng băng mà tới, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười, bất quá nhìn thấy ngồi xếp bằng gian giật sau có chút kinh ngạc, nghi hoặc nói ra, như băng, người như thế nào cùng hắn cùng một chỗ. Doãn nhược băng mơ hồ nháy nháy mắt, nhìn giang giật một chút, hỏi thiền tỷ tỷ ngươi biết bạch y công tử. Bạch y công tử, y thiền ánh mắt lộ ra một tia chán ghét nói, không biết. Ây, doãn nhược băng hồ nghi nhìn y thiền vài lần, lập tức hai người truyền âm trao đổi vài câu, y thiền cũng lần nữa có chút hồ nghi hướng giang giật nhìn tới. Giang giật nội tâm run rẩy, ám đạo không tốt, mặt ngoài giả bộ như cao lãnh dáng vẻ, lạnh lùng thoáng nhìn Y Thiền nói, Y Tiểu Thư, đừng xem, ta nói ta không thích nữ nhân. Y Thiền doãn nhược băng đều lật lên bạch nhãn, giang giật nhìn các nàng ánh mắt rất là thanh minh, không có nửa điểm mê luyến. Trong khoảng thời gian này đến nay Doãn Nhược Băng cũng phát hiện Giang Giật rất ít nhìn nàng, hạnh tỷ bọn người hoài nghi Giang Giật thật là không phải có long dương chuyện tốt, nếu không hai cái này đại lục cấp cao nhất mỹ nhân đứng tại trước mắt, hắn thế mà không có nửa điểm tâm động. Y Thiền không còn có xem Giang Giật một chút, tựa hồ tiêu trừ đối Giang Giật hoài nghi, cũng có thể là đối hướng giới tính biến thái người có chút chán ghét hai người lấy ra một cái thiên cơ bồng đi vào nói chuyện phiếm nghỉ ngơi hạnh tỷ bọn người lưu lại hai người để phòng những người còn lại nhắm mắt nghỉ ngơi giang giật tựa ở một cái trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi thẳng đến hạnh tỷ đánh thức hắn mọi người mới lên đường hướng phong tuyệt cốc bên trong đi đến Ây, nơi này có thể không có trở ngại bởi vì giang giật cũng không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái sở dĩ hắn dò xét không đến phong tuyệt cốc bên trong rất nhiều tình huống Giờ khắc này ở hẻm núi bên ngoài, nhìn thấy bên trong cuồng phong gào thét, trước mới hạnh tỉ màu vàng đất thần thuẫn không ngừng lấp lánh về sau, dọa đến thân thể run lên. Đương nhiên, khoa trương như vậy dáng vẻ, rõ ràng là trang, hưu, y thiền chân ngọc một điểm, thân thể hướng phía trước bay đi cùng hạnh tỉ song song đứng thẳng, trên người nàng lôi hồ lấp lánh mà ra, hỏa hoa văng khắp nơi, đưa nàng thân thể bốn phía mấy trượng khoảng cách bao phủ đi vào, giang giật mặc dù không có tiến vào thiên nhân hợp nhất dò xét, nhưng cũng có thể cảm thụ được, y thiền thả ra lôi điện có thể tiêu hao rất nhiều cương phong. Đi, doãn nhược băng vung tay lên, mọi người đi theo y thiền cùng hạnh tỷ hướng phía trước phóng đi, rất nhanh vọt vào trong hạp gốc. Trong hạp gốc báo tố phong mặc dù mãnh liệt, nhưng có hai người tại phía trước chịu lấy căn bản không có vấn đề gì. Y thiền tu luyện chính là lôi hệ cái gì đạo văn. Giang giật nhìn xem y thiền thân thể bên ngoài lôi hồ điện hoa rất là hiếu kỳ, hắn thần thức tại bốn phía dò xét một trận, cũng không có phát hiện có linh lung thần tàm, thậm chí đều không có phát hiện có vật sống. 500 trượng, 1 ngàn trượng, 1 vạn trượng, y thiền trong tay một tôn xinh đẹp màu đỏ bảo tháp xuất hiện, kịch liệt biến lớn, cuối cùng biến thành cao 2 trượng, hơn 1 trượng rộng. Màu đỏ trên bảo tháp phù văn lưu chuyển, rõ ràng là ngụy thần khí, y thiền khẽ kêu, cương phong chảy muốn tới, toàn bộ khác đừng chống cự, ta thu các ngươi đi vào. Làm phiền tỉ tỉ, doãn nhược băng nhẹ gật đầu, màu đỏ bảo tháp bên trong quang mang đại thịnh mở ra một đại môn, bên trong một đạo khí lưu chảy ra bao phủ mọi người, Giang giật phát hiện một đạo hấp lực tác dụng ở trên người hắn, hắn không dám chống cự, mặc cho màu đỏ bảo tháp đem hắn hút vào. Bảo tháp là không gian thần khí, bất quá bên trong không gian rất nhỏ, so với đế cung kém xa, bên trong thế mà chỉ có một cái phòng khách nhỏ, bố trí được ngược lại là rất độc đáo, có một tấm tuyết trắng giường lớn, nhìn càng giống là một cái tiểu thư khuê phòng. Mọi người bị thu sau khi đi vào, y thiền rất nhanh cũng chuồn vào đây, doãn nhược băng nhìn thấy giang giật đầy mắt nghi hoặc, mỉm cười giải thích nói, phong tuyệt gốc bên trong có cương phong chảy, cương phong chảy bên trong cương phong mức độ đậm đặc sẽ đạt tới nghìn lần. Chúng ta không tiến vào thiền tỷ tỷ hỗn nguyên trong tháp, tất cả mọi người muốn chết. Bạch hy công tử, người thế nhưng là có phúc lớn a, à, cái này hỗn nguyên tháp đoán chừng ngươi là người thứ nhất vào đây nam tử. A à nha, giang giật tùy ý ứng hai tiếng, cũng không có nửa điểm cảm giác được vinh hạnh. Tìm một cái góc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, y thiền cùng mọi người cũng không có phản ứng hắn hắn thần thức dò xét ra ngoài phát hiện bên ngoài gió lớn mấy chục lần không ngừng sợ là người đều không cách nào đứng thẳng sẽ bị thổi đi mà cái này màu đỏ tiểu tháp bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ không ngớt nếu là giang giật đế cung đoán chừng đã sớm nổ tung cửu đế gia tộc quả nhiên giàu có a à, cái này hỗn nguyên tháp quá mạnh giang giật âm thầm cảm khái cái này hỗn nguyên tháp đoán chừng ngũ tinh cường giả đều rất khó oanh phá cái này phong tuyệt cốc bên trong cương phong giờ phút này như thế nồng đập bình thường ngũ tinh cường giả khẳng định ngăn không được. Bên tai truyền đến y thiền cùng doãn nhược băng xì xào bàn tán, doãn nhược băng còn thỉnh thoảng yêu kiều cười hai tiếng. Hai cái thiên chi kiêu nữ, đại lục ức vạn nam tử tha thiết ước mơ nữ thần ngay tại bên người, hắn còn có thể nghe đến hai nữ trên thân tán phát nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể, nhưng hắn nội tâm lại giếng nước yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia ý niệm. Vô dục tắc cương, hắn cùng cửu đế gia tộc đã là tử địch, cùng hai vị này mỹ nhân tuyệt thế cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý niệm không chính đáng. Điều này cũng làm cho hạnh tỷ bọn người triệt để cho là hắn là đến chi đoạn bối sơn, gay, nếu không tâm tính lại cường đại nam tử, khẳng định cũng sẽ không như thế bình yên đang ngồi. Xuất hiện, xuất hiện hai đầu thần tàm, tỷ tỷ ta bọn họ vận khí thật tốt đâu. Hai nữ mặc dù tại trò chuyện, thần thức lại một mực khóa chặt ở bên ngoài, Doãn Nhược Băng đột nhiên đứng dậy kêu lên: Giang giật thần thức vội vàng quét tới, cũng rất nhanh khóa chặt hai đầu thần tàm. Phía trước ngoài 10 dặm trong vách đá, đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, hai đầu món cái thô kim sắc tầm bò lên ra, mà phía sau lưng bên trên thế mà xuất hiện hai phiến tiểu vũ cánh, trên không trung bay lên. Cái này, cái này hai đầu thần tàm không sợ cương phong rảo sát. Giang giật linh hồn run lên, cương phong có bao nhiêu hung tàn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hai đầu thần tàm không chỉ có không né tránh, còn tốt giống như tại cương phong chảy bên trong rất hài lòng. Không đúng, cái này thần tàm thế mà có một loại cùng loại phong hệ lão giả phong hệ đạo văn, có thể tránh thoát cương phong. Giang giật giò xét một trận, rất nhanh phát hiện vấn đề, thần tàm hai phiến vũ rực vỗ, bọn chúng bên ngoài thân lại có kỳ dị khí lưu lưu chuyển hẳn là những khí lưu này đem cương phong dẫn đạo lái đi, nếu không cái này hai đầu thần tàm đã sớm biến thành phấn vụn. Không thể đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tốt đáng tiếc a à. Nếu không ta nhất định có thể bắt lấy cơ hội cảm mộ cái này phong hệ đạo văn." Giang giật khe khẽ thở dài, chỉ có thể dựa vào thần thức khóa chặt thần tàm, nhìn xem có thể hay không có cơ hội sờ đến một tia áo nghĩa, cảm mộ cái này phong hệ đạo văn. Chương 909, không thể bán thân. Hai đầu thần tàm trên không trung bay múa, mãnh liệt bão tố phong đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cương phong cũng không thể tổn thương bọn chúng một tia, phong càng lớn hai cái thần tàm càng khoan khoái. Như Giang Giật có thể đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn khẳng định sẽ khiếp sợ không có gì sánh kịp. Bởi vì hai đầu thần tàm không chỉ có không e ngại cương phong, ngược lại trên không trung thôn vệ cương phong, hoặc là nói hấp thụ cương phong bên trong năng lượng. Y thiền cùng doãn nhược băng bọn người đôi mắt sáng lấp lánh, thần thức khóa chặt cái này hai đầu thần tàm, chờ đợi cương phong chảy biến mất. Hai người gia tộc đều có ghi chép, cái này cương phong chảy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, thần tàm cũng sẽ tại cương phong chảy ra hiện thời theo trong vách đá chui ra ngoài, chờ cương phong chảy biến mất lúc kia là tốt nhất bắt được thần tàm thời cơ. Thời gian từ từ trôi qua, mặc dù Giang giật thần thức một mực khóa chặt hai cái thần tàm, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì xúc động, hắn trong đôi mắt đều là nghi hoặc, có mấy giờ luôn luôn không nghĩ ra. Cương phong tốc độ nhanh như vậy, lực công kích như vậy hung tàn, làm sao có thể dẫn dắt lái đi cương phong vẫn là vô hình. Cái này thần tàm làm sao phán đoán cái nào một tia trong gió ẩn chứa cương phong muốn làm sao mới có thể cương phong dẫn dắt lái đi. Quá nhiều không nghĩ ra, cũng tự nhiên không có cách nào cảm ngộ loại này phong hệ đạo văn, thậm chí Giang Giật cũng không biết loại này phong hệ đạo văn là hạ giai, vẫn là trung giai, hay là thượng giai đạo văn, bên trong có được cái gì áo nghĩa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cương phong chảy từ từ nhỏ đi, doãn nhược băng cùng y thiền đôi mắt cũng càng sáng lên. Các loại chờ cương phong chảy không sai biệt lắm biến mất về sau, y thiền thân thể lóe lên biến mất tại hỗn nguyên trong tháp, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng hai cái thần tàm chộp tới. Ông! hai đầu thần tàm phát hiện y thiền hoảng sợ nghĩ hướng trong vách đá bỏ chạy y thiền trong tay xuất hiện một cái bao tay màu đen một tay nhẹ nhàng vồ một cái hai đầu thần tàm tự bị nàng nắm trong tay tốc độ thật nhanh y thiền tuyệt đối không phải lên giai thiên quân rất có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong nàng che giấu thực lực giang giật nhìn thấy y thiền cái kia hóa thành tàn ảnh tay âm thầm kinh hãi vị này quả nhiên là thiên tri kiêu nữ niên kỷ cùng nàng không tranh lệch nhiều năm đó ở huyền thần cung lúc thực lực hẳn là chỉ có thiên quân tam tứ trọng tả hữu đi, mấy năm không gặp thoáng cái đạt đến thiên quân đỉnh phong. Như có cơ hội dò xét thoáng cái y thiền thế, hẳn phải biết nàng là cái gì cấp bậc cường giả, hẳn là ít nhất đều là tam tinh trở lên A à tăng thêm một thân trí bảo, rất có thể đạt tới tứ tinh. Mặc dù trước đó Giang giật một mực nói với mình, cửu đế gia tộc thiên tài tuấn ngạn tuyệt đối không thể khinh thường, lần này vẫn là khinh thường y thiền. Tại hắn trầm ngâm lúc, y thiền cũng lách vào hỗn nguyên trong tháp nàng nhìn qua doãn nhược băng nói, như băng, phân ngươi một đầu. Cảm ơn thiền tỷ tỷ, doãn nhược băng cũng không có khách khí, y thiền trong tay nguyên lực chấn động, hai đầu thần tàm trực tiếp bị chấn choáng đi qua, doãn nhược băng lúc này mới đưa tay nắm qua một đầu, nguyên lực vờn quanh trực tiếp luyện hóa. Y thiền cũng bắt đầu luyện hóa, rất nhanh thần tàm dần dần biến mất tại trong tay hai người, thấy giang giật cùng hạnh tỷ bọn người một trận lửa nóng. Đi, y thiền vung tay lên, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài, y thiền cùng hạnh tỷ vẫn tại phía trước chịu lấy, mọi người đi theo chậm chạp tiến lên cái này hẻm núi rất dài mà lại gió thật to mọi người tốc độ đều rất chậm nhưng một mực không có dừng lại đi một canh giờ giang giật hơi nghi hoặc một chút cùng bên người doãn nhược băng nói ra vì sao chúng ta không tải hỗn nguyên trong tháp chờ một chút nếu có còn lại thần tàm ra đâu ha ha doãn nhược băng mỉm cười nụ cười của nàng để cho người ta rất dễ chịu cũng đẹp mắt không tự chủ được có thể bị nàng hấp dẫn như giang giật không phải tải kim ô bí cảnh bên trong linh hồn đạt được thăng hoa tâm tính mạnh mẽ hơn không ít, khẳng định sẽ bị nàng mê đến tìm không thấy Nam Bắc. Doãn nhược băng cười một tiếng về sau, thấp giọng giải thích nói, phong tuyệt cốc là cái rất kỳ quái địa phương, không cất bước, là căn bản sẽ không dẫn suốt cương phong chảy, mà cương phong chảy không xuất hiện, thần tàm cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên chúng ta chỉ có thể một mực hướng phía trước đi, như đi ra hẻm núi còn không có cương phong chảy ra hiện, chúng ta liền rốt cuộc không có, có cơ hội lấy được thần tàm. Mà lại, cách mỗi 10 năm, cái này phong tuyệt cốc mới có thể sinh ra mấy đầu thần tàm đi, chúng ta còn có thể hay không tao ngộ, tự xem vận khí. Giang giật càng hiếu kỳ, hỏi chúng ta không thể tới đi trở về mấy lần, đem thần tàm toàn bộ bắt được sao? Không thể, Doãn Nhược Băng rất khẳng định nói ra, phong tuyệt cốc chỉ có thể hướng bên này đi, nếu là theo phía kia đi, chúng ta đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như muốn lượn quanh vòng trở về, cần thời gian nửa tháng. A à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, nội tâm có chút thất vọng, doãn nhược băng mặc dù trong khung lạnh nhưng mặt ngoài rất hòa khí, nói không chừng hội phân một đầu thần tàm cho hắn, y thiền trong khung cùng mặt ngoài đồng dạng lạnh, tăng thêm tựa hồ có chút chán ghét hắn là tuyệt đối sẽ không cho hắn thần tàm. Một đường tiến lên, dòng dã đi năm sáu canh giờ, rốt cuộc có thể tao ngộ cương phong chảy, giang giật đều hoàn toàn từ bỏ, bởi vì tại mọi người nghỉ ngơi lúc hắn thả ra thần niệm, dò xét còn có hơn 10 dặm muốn đi ra hẻm núi. Cương phong chảy đến rồi, lần nữa đi về phía trước nửa canh giờ, Y Thiền đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, trong tay một cái màu đỏ xinh đẹp tiểu tháp cũng xuất hiện lần nữa, giang giật bọn người tinh thần nhất chấn, toàn bộ đều tiến vào hỗn nguyên trong tháp. Hô hô, quả nhiên phong thoáng cái trở nên mãnh liệt lên, thổi đến trong hạp cốc cát vàng đầy trời, giang giật thần thức trước tiên nhô ra đi tìm thần tàm. Xa xa xa, không có qua quá lâu, bên trái trên vách đá dựng đứng toát ra hai cái lỗ nhỏ, hai đầu thần tàm bay ra, bên phải vách đá cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lại bay ra ngoài một đầu thần tàm. Giang giật lập tức kích động không thôi, cái gì cũng mặc kệ, trước thần thức khóa chặt ba đầu thần tàm, tiếp tục tham mộ loại kia thần kỳ phong hệ đạo văn. Đáng tiếc, dòng dã tìm hiểu gần nửa canh giờ, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, tựa hồ loại này phong hệ đạo văn hắn căn bản không có duyên phận lĩnh hội. Y thiền vừa chuẩn chuẩn bị ra ngoài bắt thần tàm, Giang giật dừng một chút, cắn răng mở miệng nói, y tiểu thư, cái này thần tàm có thể cho ta một đầu. Ngươi, y thiền nhìn lướt qua tới, hờ hững nói ra, dựa vào cái gì. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn yêu cầu này hoàn toàn chính xác có chút quá mức, không phải y thiền cùng doãn nhược băng, hắn tuyệt đối không có cách nào tiến vào phong tuyệt gốc, coi như vào đây cũng ngăn không được cương phong chảy, y thiền có thể làm cho hắn vào hỗn nguyên tháp đã coi như là rất cho mặt mũi. Giang giật con ngươi nhất chuyển, khô cần nói ra, nếu ngươi cho ta một đầu thần tàm, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, chỉ cần không thương tổn thiên hại lý, bất kỳ cái gì sự tình đều được. Suy hạnh tỷ bọn người cười nhạo, y thiền thân phận gì cùng thực lực giang giật lại là cái gì thân phận thực lực y thiền muốn người giúp nàng làm việc, ra lệnh một tiếng thiên hạ ức vạn nam tử đều sẽ tranh nhau chen lấn giúp nàng làm A. À. Y thiền nhàn nhạt quét giang giật một chút, thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài, nói cái gì đều không có để lại, để giang giật tâm tình trầm lạc đáy cốc. Vừa đi ra ngoài trên người nàng lôi quang lấp lánh, thân thể hóa thành tàn ảnh, lại lấy ra cái kia màu đen ra thủ sáo, đem ba con thần tàm toàn bộ bắt được. Ông, nàng rất nhanh truyền tống vào đây, đem ba đầu thần tàm chấn choáng đi qua, lúc này mới nắm lên một đầu thần tàm ném cho doãn nhược băng, dừng một chút tiện tay mất đi một đầu tới cho giang giật, lạnh giọng mở miệng nói, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Ê, giang giật rất là kinh ngạc, vốn cho là y thiền sẽ không vung hắn, không nghĩ tới thật cho hắn một đầu, hắn vội vàng vỗ ngực nói ra, y tiểu thư yên tâm, chỉ cần tại hạ đủ khả năng không thương tổn thiên hại lý, lên núi đao xuống biển lửa đều được, đương nhiên. Không thể bán thân, ta không thích nữ nhân. Phi, tất cả mọi người chăm miệng một lời xì một tiếng, một đám mỹ nữ đồng thời mắt trợn trắng hùng vĩ tràng cảnh, để giang giật cũng là sai. chương 910, ta là song tính luyến, thần tàm tinh hoa ở chỗ tầm tương, luyện hóa thần tàm sao lại có tầm tương tiến vào trong thân thể, cái này tầm tương là thiên địa thần dược có tam đại tác dụng, một là tăng cường nguyên lực, tăng phúc nguyên lực cũng không tệ lắm, có thể chống đỡ phổ thông võ giả tu luyện mấy năm đi, còn không giống thiên thạch đồng dạng không có di chứng hai là tăng cường nhục thể, hiệu quả cũng tương đối rõ ràng, bất quá người bình thường đạt được thần tàm sẽ đi thăng hoa linh hồn, để linh hồn càng thêm ngưng kết, nếu người hội công kích linh hồn, tốt nhất thăng hoa linh hồn, hiệu quả rất không tệ. Y thiền lạnh băng băng truyền âm vang lên tại giang giật trong tai, hắn nhẹ gật đầu, thầm than cái này thần tàm quả nhiên là thiên địa kỳ vật, còn có nhiều như vậy tác dụng. Nguyên lực có thể chậm rãi tu luyện, nhục thể tăng cường một chút không có tác dụng quá lớn, giang giật tự nhiên chuẩn bị dùng để ngưng kết linh hồn, sai phải nói ngưng kết hồn kiếm, hắn có 12 thanh hồn kiếm, bị điệp chi tuyển thăng hoa, uy lực cường đại gấp đôi, nếu là có thể lại dùng tầm tương thăng hoa, đoán chừng uy lực khẳng định rất đáng sợ, đến lúc đó liền là một loại mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn công kích. Lôi đình chi nộ không dùng đến, thần âm thiên kỹ không đến cứu mạng lúc không dám dùng, hắn hồn kiếm mặc dù bại lộ qua, nhưng giờ phút này bộ dáng hoàn toàn cải biến, đều biến thành kim sắc, uy lực cũng tăng nhiều, người bình thường khẳng định không nhận ra được a. À hắn dùng nguyên lực chậm rãi luyện hóa thần tàm, quả nhiên có một tia chất lỏng màu trắng theo thần tàm bên trong chảy ra, hắn liền tranh thủ cái này chất lỏng màu trắng đạo vào thân thể bên trong, theo trong kinh mạch bằng nhanh nhất tốc độ dẫn đạo vào linh hồn thức hải bên trong. Quả nhiên, tam tương vừa tiến vào linh hồn thức hải, 72 thanh hồn kiếm tựa như như điên, tại linh hồn trong thức hải bay múa toàn bộ hướng tầm tương vào tới. Sang giật đương nhiên sẽ không để bọn chúng làm loạn, khống chế còn lại hồn kiếm bất động, chỉ làm cho một thanh kim sắc hồn kiếm không ngừng hấp thụ tầm tương. Ông, để Giang giật kích động đến thân thể run lên sự tình phát sinh, kim sắc hồn kiếm hấp thụ một phần tầm tương sau lại lần tiến hóa. Lần này không chỉ có nhan sắc biến thành ám kim sắc, hình thể cũng có nhỏ lại một chút, trở nên càng thêm cô động. Phía trên từng cái phù văn lưu chuyển, nhìn căn bản không giống như là một cái hồn kiếm, mà là một cái chân thực thông linh trí bảo, có được thực thể. Tốt, Giang giật trong lòng hét lớn một tiếng, khống chế thanh thứ hai kim sắc hồn kiếm đi hấp thụ tầm tương rất nhanh lần nữa tiến hóa một cái đồng dạng biến thành ám kim sắc cũng tựa như vật thật nhẹ nhàng trôi nổi tại linh hồn thức hải bên trên cũng như một cái tuyệt thế vô song bảo kiếm thanh thứ ba hắn không dám có nửa điểm chậm trễ cái này tầm tương dừng lại đến càng lâu sẽ bị thân thể hấp thu lãng phí một cách vô ích hắn khống chế thanh thứ ba kim sắc hồn kiếm đi hấp thu tầm tương chờ thanh thứ ba tiến hóa về sau hắn lại khống chế thanh thứ bốn hồn kiếm nhưng rất đáng tiếc là, tầm tương không còn, thần tàm chỉ có lớn bằng ngón cái, tầm tương cũng chỉ có một chút như vậy. Ai, nếu là có thể bắt lên hơn 10 đầu thần tàm còn có tốt bao nhiêu a? À? sang giật bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở to mắt, y thiền cùng doãn nhược băng đã sớm luyện hóa hoàn tất. Sang giật cũng cảm kích hướng y thiền thật sâu thở dài, như thế chí bảo y thiền chịu tiến hắn một đầu, đây là đưa một phần vô giới chi bảo a. À. Bất quá luyện ngục phế tích lại y ra, y thiền tùy thời có thể dùng vào đây, cái này thần tàm đối với nàng cũng không tính toán quá chân quý. Mặc dù như thế giang giật vẫn là rất cảm kích nàng, mặc dù hai người chú định về sau có thể là sinh tử cửu ra, nhưng giang giật trong lòng âm thầm thề, như y thiền có chỗ cầu, nhất định nghĩ hết biện pháp giúp nàng, hắn thiếu nàng nhiều lắm. Đi thôi, y thiền thản nhiên nhìn giang giật một chút, trong mắt bình tĩnh như nước, không có một tia tâm tình chập chờn nàng lẻn ra ngoài lại đem mọi người truyền tống ra, lúc này mới cùng hạnh tỷ tiếp tục mở đường, mang theo mọi người hướng phía trước đi đến lần này mọi người vận khí không có tốt như vậy, thẳng đến đi ra miệng hẻm núi, mọi người không còn có tao ngộ cương phong chảy, cũng không có gặp phải một cái thần tàm. Y thiền hướng nơi xa nhìn mấy lần, quay người quay đầu bàn giao nói, dò xét thoáng cái địa hình. Giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, phóng thích thần niệm dò xét, sau gần nửa canh giờ hắn mở to mắt, trong đôi mắt một mảnh lửa nóng nói ra, hướng tây bắc, bên kia bùn đất tương đối đen, rất có thể là nhiệt độ cao gây nên, nói không chừng nham tương hồ chính ở đằng kia. Màu đen bùn đất không sai, đi, y thiền đôi mắt sáng lên, thân thể hướng phía tây bắc phóng đi, doãn nhược băng mấy người cũng hưng phấn bước nhanh đuổi theo, một bên bôn tẩu còn vừa cùng giang giật truyền âm nói, bạch y công tử nhanh lên, mỗi lần phế tích mở ra, nham tương hồ chỉ có hai mươi mấy gốc linh dược xuất thế, đây là cấp cao nhất linh dược, như bị người nhanh chân đến trước, lần này vào phế tích sẽ không có ý nghĩa. Không chiếm được hỏa xà lam, đối với giang giật tới nói vào phế tích cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sở dĩ tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, đi theo mọi người một đường lao nhanh. Bôn tẩu dòng dã một ngày, hắn lần nữa dò xét một phen, rất nhanh phát hiện phương hướng tây bắc 600 dặm bên ngoài hoàn toàn chính xác có một cái hồ lớn, trong hồ đều là nham tương, bốn phía cũng không có người. Đi, đạt được xác định về sau, y thiền doãn nhược băng ngựa không dừng vó, cái này luyện ngục phế tích mặc dù là y ra, y thiền không thiếu linh dược, nhưng có thể tại nhiều như vậy tuyệt thế công tử tiểu thư cạnh tranh ở bên trong lấy được linh dược, bản thân cái này là một loại năng lực thể hiện. Y thiền lòng cao hơn trời, xem nhẹ thiên hạ đấng mày dâu, tự nhiên không muốn yếu tại người. 600 dặm lộ trình, theo mọi người ban đầu tốc độ, cần một ngày tả hiếu, nhưng lần này vẻn vẹn đại nửa ngày liền dựa vào tới gần nham tương hồ phụ cận, nhiệt độ bắt đầu dần dần lên cao. Mọi người mặc dù tại thần thuẫn bên trong nhưng cũng ẩn ẩn có chút chảy mồ hôi, cái chán mái tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Giang giật không có nửa điểm sự tình, bất quá đi một đoạn lộ trình, phát hiện chúng nữ mái tóc bị đánh thấp về sau, hắn rốt cuộc giật mình tới. Trên người hắn có tích lửa trí bảo, điểm này y thiền cùng doãn nhược băng rất rõ ràng, như hắn vẫn là không có nửa điểm phản ứng, sợ là lập tức sẽ khiến hai người hoài nghi. Hắn cắn răng đem hỏa linh châu thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, hỏa linh châu không còn hộ chủ, cũng sẽ không truyền lại loại kia kỳ dị năng lượng, sở dĩ giang giật thoáng cái cảm giác được phi thường nóng lên, phía sau lưng mồ hôi tuôn. Cũng may doãn nhược băng y thiền bọn người thần thức một mực tại dò xét phía trước, cũng không hề để ý hắn. Một đường tiến lên càng ngày càng nóng, trong đám người tối cường y thiền thần thức chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm, cho nên vẫn là không có phát hiện nham tương hồ, còn như giang giật thần thức thì càng kém, chỉ có thể dò xét đến